Vì hôm nay con mới lại có thời gian xuống chơi, thứ nhất là chơi với thầy. Vâng. Thứ hai là cũng thông qua kênh YouTube An Thịnh với rất nhiều các quý vị khán giả, anh em đồng nghiệp nuôi ong. Có điện cũng gửi lời cảm ơn đến thầy. Và trong cái video live stream trực tiếp trên kênh YouTube An Thịnh của con ngày hôm nay. Thì con cũng nhờ thầy chia sẻ một vài cái nội dung kỹ thuật về nuôi ong. Xin giới thiệu với toàn thể quý vị khán giả và toàn thể anh em đồng nghiệp nuôi ong. Thì đây là thầy của tôi, là kỹ sư Ngô Đắc Thắng, với rất nhiều tài liệu viết về ngành nuôi ong Việt Nam. Bây giờ thì con xin mời ông gửi lời chào đến quý vị khán giả đang xem trong cái chương trình live stream trực tiếp trên kênh YouTube của con ngày hôm nay ạ. Vâng, xin chào bà con. Xin chào tất cả anh em nuôi ong trên mọi miền đất nước. Hôm nay tôi rất là vui vì mùa hoa vừa rồi. Tuy thời tiết có ảnh hưởng chút ít nhưng mà cũng là đánh giá được một vụ hoa thắng lợi. Nếu mà suôn sẻ tí nữa thì là đại thắng lợi. Như thế này cũng là rất thắng lợi rồi. Chúc mừng tất cả anh em nuôi ong trên mọi miền. Một vụ hoa thu hoạch chưa kết thúc nhưng cũng gọi là tạm sơ kết được rồi. Chúc mừng anh em nuôi ong sẽ có giữ gìn sức khỏe, củng cố đàn ong để chúng ta đánh vào những vụ hoa tới. Xin chào bà con. Vâng, con xin cảm ơn thầy. Thì cũng có trong cái thời gian mà con có kết hợp cùng với thầy chia sẻ những nội dung về kỹ thuật nuôi ong mà cho bà con. Vâng. Thì một cái vấn đề bây giờ là bắt đầu vào cái mùa vải, mùa nhãn thì con nghĩ chắc nó tầm độ khoảng, nếu mà cái khu vực nhãn muộn thì chắc còn được 2 vòng. Đấy, còn nếu mà nhãn sớm thì còn được 1 vòng nữa là cũng kết thúc cái mùa hoa nhãn năm nay. Đúng rồi. Thì trong cái chương trình chia sẻ kỹ thuật về nuôi ong trong cái chương trình nội dung của ngày hôm nay thì thầy sẽ chia sẻ về cái củng cố đàn ong sau khi quá trình mình kết thúc cái mùa khai thác mật xuân để chuẩn bị lại bước vào một cái mùa hè. Thì nội dung là thầy chia sẻ về cái mình sẽ củng cố đàn ong của mình như thế nào khi mà mùa mật hoa nhãn kết thúc đối với khu vực ở miền Bắc ạ. Xin thưa bà con, vụ hoa vải và hoa nhãn vào đây mới là bắt đầu của vụ khai thác mật ong của miền Bắc, thế của những người nuôi ong. Thế vụ hoa đầu chúng ta đã rất phấn khởi rồi, tuy rằng có mất một số ngày mưa thì cũng ảnh hưởng, không có gì trọn vẹn cả. Cả một thời vụ dài như thế mất 2-3 ngày mưa là chuyện bình thường. Phải nói rằng vụ hoa năm nay chúng ta thắng lợi. Chưa thật là đại thắng lợi nhưng mà cũng đã là thắng lợi về vụ hoa vải, hoa nhãn. Đấy. Xin thưa bà con, sau đây lại còn một số vụ hoa tiếp nữa. Nếu nơi nào còn những hoa tiếp nữa thì chúng ta lại củng cố đàn ong một cách khác. Mà nơi nào hết còn hoa rồi lại phải chuyển đi hoa khác thì chúng ta lại có kỹ thuật khác. Thì tùy nơi, tùy từng nơi. Nếu nơi nào nguồn hoa kế tiếp mà lại có hoa ngay, thí dụ như là đợt hoa rừng đợt 1 từ tháng 4 đến tháng 6. Đấy. Còn những nơi nào phải chờ đợi đến hoa bạch đàn hoặc hoa sú vẹt tháng 7, tháng 8 thì chúng ta lại có một cái biện pháp khác. Thì xin thưa bà con, nói như vậy có nghĩa là tùy từng thời điểm, tùy từng giai đoạn mà chúng ta có cái biện pháp kỹ thuật chăm sóc đàn ong sau vụ khai thác có khác nhau. Nhưng nội dung vẫn là chỉ là tập trung củng cố đàn ong để đưa vào vụ khai thác kế tiếp sau được thắng lợi. Thì xin thưa bà con, tôi cũng đã nói nhiều về cái chất lượng đàn ong vào vụ khai thác. Chủ yếu là phải có con chúa đẻ khỏe, lực lượng lao động nhiều và có nhiều lớp ong kế tiếp nhau trong đàn ong. Thứ ba nữa là phải có số cầu ổn định từ 3 đến 4 cầu để đàn ong mới khai thác được. Thế thì xin thưa bà con đi từng chi tiết, tôi xin đi phần thứ nhất là sau vụ hiện nay hoa nhãn gần kết thúc. Nếu nơi nào thuận lợi, thời tiết cứ như hôm nay thì chúng ta còn thu hoạch được 1 đến 2 vòng hoa nhãn. Nếu nơi nào còn nhãn, cây nhãn còn già, chứ nhãn non thì là thường là nó ra sớm hết mất rồi. Thế thì chúng ta có thể tận dụng được 1 đến 2 vòng quay
hoa nhãn nữa. Đấy, thì nhưng mà chúng ta phải biết thế này, mỗi một lần ông vào trận, tức là củng cố từ ở Đông Xuân, là củng cố đàn ông mạnh vào vụ chiến đấu là vào xuân hè. Thế đã vào chiến đấu rồi thì vào mặt thường kết luận mọi năm chúng tôi làm nhiều nghiên cứu, thì mỗi một lần quay mật khoảng 15 đến 20% ấu trùng bị chết đi, khoảng 3 đến 5% ong trưởng thành bị hao tổn do nhiều lý do, do dập nát, do nọ do kia, thường là 15 đến 20% ấu trùng bị chết. Cho nên là xin thưa là chúng ta quay mật chúng ta không để ý thôi, chứ số ấu trùng văng ra thùng quay mật chưa nhiều bằng số lượng ấu trùng chết trong bánh tổ, do chúng ta để lâu quá, chết đói, chết rét, chết khô, chết bị đọng nước, chết bị do mật ngập. Thế nên là sau mỗi một lần khai thác là đàn ong bị đảo lộn toàn bộ cả cái môi trường bên trong là ôn độ, ẩm độ. Mà trong thời gian ngắn, trong vòng một tháng, chúng ta quay 4-5 vòng mật, thì chúng ta biết đàn ong nó sa sút đến mức độ nào. Ai quản lý giỏi nhất chăng nữa thì đàn ong cũng vẫn phải có những cái giảm sút nhất định. Cho nên là sau vụ khai thác này có các biện pháp kỹ thuật như sau. Nếu nơi nào có nguồn hoa kế tiếp tiếp tục vẫn quay mật, thí dụ như đưa lên rừng ngay, thì chúng ta làm như thế này. Một là củng cố đàn ong, củng cố sau đợt quay mật cuối cùng ta điều chỉnh thế đàn ong thật đồng đều, kể cả cầu con và thức ăn. Thức ăn không quan trọng, nguồn này thức ăn không quan trọng bằng cầu con, làm cho đàn ong vẫn có cái đợt ong kế tiếp nhau. Thứ hai là những con chúa nào phập phù thì nhân dịp này là thời tiết thay chúa tốt nhất, thay chúa tốt nhất trong năm, vì thời vụ ong phát triển là có hai thời vụ, từ tháng 2 đến tháng 5 và tháng 10 đến tháng 11, hai thời vụ là ong nó phát triển để chia đàn tự nhiên. Thế thì thời vụ này là thời vụ tốt nhất của con ong chúa, thì ta cố gắng tận dụng hết vũ chúa tự nhiên để thay thế vào những con ong chúa mà có biểu hiện của cái sa sút. Thế vừa ta vừa kết hợp thay chúa, vừa kết hợp nhân giống thêm bổ sung vào những đàn mà chúng ta vừa quay mật bị sa sút, củng cố luôn. Cái thứ hai cũng lại phải tiếp tục là thế này, khi củng cố cái đàn mà thay chúa rồi và rút ngay bớt những cái cầu sâu, cầu xấu và tiếp tục cho xây tầng chân. Cái thứ ba là bổ sung nhân giống đủ những đàn bị hao hụt trong vụ khai thác vừa rồi để chúng ta chiến đấu vụ sau. Có nghĩa là ta điều chỉnh toàn bộ thế đàn, rút bớt cầu sâu xấu, cho ăn phòng bệnh nếu có, thế và cho xây tầng để nâng thế đàn, đưa thế đàn về chuẩn bị cho tiếp tục hoa sau. Nếu nơi nào không có hoa kế tiếp sau mà đợi đến tận hoa bạch đàn thì chuyển ong đến nơi có nguồn phấn, nguồn hoa kế tiếp để cho nó đàn ong phát triển trở lại bình thường, tiếp tục cho xây cầu, tiếp tục nhân giống bổ sung những đàn bị khai thác trong vụ khai thác vừa rồi bị hao hụt đấy, và cho ăn phòng bệnh. Thế thì để có số đàn vào vụ hoa bạch đàn, vào vụ hoa súc vẹt, vào vụ hoa rừng, đàn ong ta lại ổn định trở lại khỏe mạnh để ta tiếp tục chiến đấu. Nhưng không thể không chú ý đến là gì, phải có đợt ong lao động đúng tuổi vào vụ thời dục, vào thời vụ hoa. Vụ hoa rừng nó kéo dài rất dài, hoa rừng nguyên sinh thì thường là từ tháng 4 đến tháng 7,
Đấy. Nhưng mà tập trung là tháng 5, tháng 6 là hoa cây xoài đất này, hoa cây nhiều hoa, nhưng chủ yếu là cái cây xoài đất. Thì là mà nhiều hoa khác ở trên rừng, nhưng mà tập trung là cái hoa xoài đất rất nhiều mà mật rất lớn. Thế, nơi nào mà không có hoa rừng đưa về Bạch Đàn thì chúng ta cũng phải chuẩn bị cái đàn ông có thế lực tốt. Nhưng một nguyên tắc là phải bổ sung đàn ông phải có con chúa tốt để cho có lực lượng lao động vào các thời vụ hoa, phải phòng bệnh vào để đàn ông lại chiến đấu vụ hoa tới cho nó có kết quả. Thế xin thưa ông sơ lược một vài biện pháp trước mắt, thế sau vụ khai thác bà con tham khảo. Vâng, con xin cảm ơn thầy. Thì để cập nhật được nhiều những cái nội dung câu hỏi thì mong các bác đang xem ở trên video của thầy Ngô Đức Thắng có thể đặt câu hỏi cho thầy. Con xin cảm ơn thầy với câu trả lời vừa rồi. Thì tôi xin tổng hợp lại về cái kỹ thuật thầy vừa chia sẻ là cái việc thứ nhất là các bác là thợ nuôi ong phải định vị được là mình sẽ tiếp tục đi khai thác hay là mình sẽ nuôi dưỡng. Đấy là vấn đề đầu tiên. Vấn đề thứ hai là nếu mà còn tận dụng cái thời gian này để làm chúa, bởi chúa làm thời gian này còn rất là tốt. Cái điều thứ ba là mình phải chuẩn bị cái đàn ong đủ các cái lực lượng để chuẩn bị cho vào cái mùa mật hè, trong đó là sắp tới là chủ yếu là sẽ vào mật mùa mật khai thác mùa hoa Bạch Đàn trong vòng tầm độ khoảng 40 ngày nữa. Đấy thì đấy là những cái kỹ thuật thầy vừa chia sẻ. Ở đây có những cái bình luận xin ngoài cảm Bạch Đàn còn có nơi ở biển là mật ong xuống vẹt. Vâng, cũng rất là tốt và cũng có rất là nhiều nguồn mật trong cái đợt sắp tới. Cũng có rất nhiều bình luận cảm ơn ông ạ. Vâng. Còn chưa thấy có câu hỏi nào. Thì giờ khi mà các bác đang chờ đợi cập nhật cái thông tin đường truyền đến thì vừa rồi thầy có chia sẻ về cái tạo chúa trong cái thời gian mà thời điểm này. Thì thưa thầy là thời gian này mình tạo chúa thì cái ưu nhược điểm của nó là như thế nào ạ? Thời vụ đây là thời vụ chính của một năm trong quá trình nhân giống. Ngoài cái thời vụ là tháng 10 và tháng 11, một năm có hai thời vụ. Mà thì thời vụ này là thời vụ chính mà chất lượng chúa tốt nhất, không có tháng nào tốt hơn cả từ tháng 3 đến tháng 5 hàng năm cả. Thế thì thời vụ này là thời vụ tạo chúa tốt nhất. Cho nên là kỹ thuật tạo chúa thì đã trình bày rất nhiều lần với bà con rồi. Nhưng bà con lưu ý là phải có cái đàn ong bố, đàn mẹ và đàn nuôi dưỡng. Vâng. Ba cái đàn này song song phải có cái ý nghĩa và có tác dụng quan trọng như nhau, không được coi nhẹ đàn nào. Cho nên là khi bà con cố gắng tạo ra được con ong chúa tốt để có một cái nuôi ong có kết quả. Vâng. Thì ở cái thời điểm này mình có nên là sử dụng những cái mũ chúa tự nhiên trong những cái đàn ong mạnh không, hay là mình sẽ sử dụng phương pháp di trùng thưa thầy? Tùy điều kiện số lượng nuôi ong của từng người. Nếu mà muốn nhân giống nhiều lên thì chúng ta phải tạo chúa nhân tạo mới chủ động được kế hoạch. Còn nếu 5-10 đàn hoặc là số ít nhân ra thì chúng ta cố gắng tận dụng triệt để mũ chúa chia đàn tự nhiên, mũ chúa để nó xây để nó chia đàn tự nhiên. Mũ chúa xây để chia đàn tự nhiên là loại mũ chúa tốt nhất, không có loại chúa nào hơn cả. Kể làm chúa nhân tạo loại cao thủ cũng không bằng chúa tự nhiên. Cho nên đề nghị bà con, mong mọi bà con là cố gắng sử dụng triệt để mũ chúa chia đàn tự nhiên. Vâng, cảm ơn thầy. Một trong những cái vấn đề mà bây giờ đang gặp phải đó là cái chất lượng con ong chúa hiện nay nó đang rất là kém, thưa toàn thể anh em đồng nghiệp nuôi ong. Thì thầy vừa chia sẻ là mình nên sử dụng những cái mũ chúa tự nhiên để cho cái quy mô nhỏ. Con thấy có một cái cách là mình tập trung cho một cái đàn ong nó rất là mạnh lên thì là nó cũng tạo cái mũ chúa tự nhiên và mình có thể khai thác cái mũ chúa đấy, đúng không thầy? Đúng quá. Bây giờ như thế này, mùa này tự nó xây mũ chúa tự nhiên là một cái, đấy là phát triển tự nhiên. Cái thứ hai, mình tạo điều kiện cho những đàn ong để cho nó xây mũ chúa tự nhiên, tức là tạo đàn ong mạnh.
với yếu tố là đông ong, lực lượng lao động nhiều, lượng thức ăn dư thừa, thiếu lỗ đẻ, thì đàn ong đó và chặt chội nóng bức, đàn ong đó sẽ có biểu hiện để xây bũ chúa chia đàn tự nhiên. Thì mình tạo cái điều kiện cho đàn ong tốt để cho nó chia đàn tự nhiên cũng là một cách. Còn cách thứ hai, nó phát triển tự nhiên thì đã đành rồi, nhưng mà mình phải tạo cho cái đàn, tạo đầy đủ các yếu tố để chia đàn tự nhiên, nó khác xây bũ chúa, để ta sử dụng bũ chúa. Vâng, anh xin cảm ơn thầy. Ông Dự, có một câu hỏi như này ạ. Câu hỏi thì nó không rõ ràng, nhưng mà mong thầy chia sẻ sâu hơn. Tức là sau khi kết thúc ong của tôi đang 4 cầu, bây giờ kết thúc vụ hoa nhãn thì có lên chia đàn ngay không thưa thầy? Nó như thế này, muốn chia đàn hay không chia đàn tùy thuộc vào cái quy mô phát triển của mình và cái lượng hoa sau đấy có nhiều hay ít. Nếu nhân ra nhiều mà không có hoa thì cũng chỉ tốn công nuôi dưỡng, hoặc là nơi đó có bán nhượng được cái giống hay không để ta nhân giống ra. Có hai yếu tố, một là sau đây có vườn hoa lớn hay không để chúng ta có đàn ong khai thác để ta nhân giống ra. Hai là có thể là không khai thác nhưng mà tiêu thụ được đàn ong giống cho những người khác để người ta có điều kiện phát triển thì ta nhân giống. Còn nếu không có điều kiện đấy thì cũng không nhân giống làm gì. Thường vào cuối mùa hoa, thí dụ tháng 6, tháng 7, người ta còn sập cầu, sập đàn. Có nghĩa là rút toàn bộ số cầu xấu, nhập toàn bộ số đàn xấu, chúa xấu, đàn ấy, để ổn định cho nó đỡ công nuôi dưỡng và đỡ công chăm sóc. Thế còn bây giờ nhân ra để làm gì? Phải có vụ hoa tiếp tục thì mới nhân. Vâng, con xin cảm ơn thầy. Ở đây có rất nhiều những câu hỏi, con xin đặt một câu hỏi. Thì xin thưa toàn thể các bác là như này, với những câu hỏi mà có tính chất chọn lọc và hay thì em sẽ chuyển đến thầy. Những câu hỏi nào mà nó chung chung quá thì em xin phép là sẽ không chuyển, bởi vì là nó chưa đúng vào cái nội dung. Cái nội dung hôm nay rất là mong các bác đang xem trên video hãy hỏi về những cái quá trình quản lý đàn ong và những cái kỹ thuật về tạo ong chúa, như hoặc là những câu hỏi có liên quan kỹ thuật cơ bản. Hỏi những ở đây con xin trích một câu hỏi của bác Thảo Lê là: thầy cho em hỏi một chút, đàn ong mất chúa chân tầng em bỏ vào đã đắp xong nhưng không đẻ trứng. Nhưng không đẻ trứng mà lại có mũ. Trôi mất bình luận. Con xin đọc lại câu hỏi thưa thầy. Thầy cho em hỏi một chút là đàn ong mất chúa chân tầng em bỏ vào đã đắp xong nhưng không đẻ trứng mà lại có mũ chúa. Sao lại trong này lại trôi mất này? Tại có nhiều bình luận quá nó trôi. Mà lại có nhũ tướng, thì nhũ tướng đó có phải là ong chúa không thưa thầy? Vâng. Xin thưa thế này, đàn ong đã mất chúa thì khẳng định đó là cái mũ chúa của những cái đàn đó. Nó cải tạo lỗ ong thợ, có sẵn ấu trùng ong thợ để thành mũ chúa. Đấy là gọi là chúa cấp tạo hay khẩn cấp tạo chúa. Đấy. Thế thì trường hợp đó, trong thời vụ này đang đẹp thế này thì ta không thiếu gì chúa để mà ta phải sử dụng chúa cấp tạo nữa. Cho nên là tốt nhất là ta lấy mũ chúa của những đàn nào tốt hoặc có cái thì ta thay vào. Hoặc là bây giờ cái đàn đó quá yếu thì ta nhập nó lại rồi sau ta lại chia nó ra. Chứ bây giờ cái đàn ấy đã một thời gian mất chúa rồi thì đã mất thời gian rất lâu, không có ong thợ, không có ấu trùng kế tiếp nhau, thì chắc chắn sau một thời gian ngắn thì không có ong thợ ở các cái lứa tuổi về sau về kế tiếp nữa, cho nên là chất lượng sẽ rất kém. Vâng. Câu trả lời của thầy gửi đến bác Thảo Lê đã rõ chưa ạ? Bác còn thắc mắc gì thì có thể đặt câu hỏi thêm. Con xin gửi đến thầy một cái câu hỏi này nữa. Câu này là trả lời rồi, nhưng mà cái ở đây bác Trần Văn Trương, Trương Văn Trần có hỏi là: thưa thầy, tạo chúa
chia đàn sau khi thu hoạch mật được không thầy? Con thấy ong đực rất to khỏe. Tốt quá. Là vì sau vụ thu hoạch này là bây giờ đang thời vụ nhân giống. Nếu mình có nhu cầu nhân giống cho những cái về sau thì đây là đang là thời vụ nhân giống. Thì rất là đẹp. Rất là đẹp. Một là sử dụng mũ chuối tự nhiên. Hai là ta tạo chuối nhân tạo. Đều được cả. Nhưng với điều kiện là đằng sau, những tháng sau có nguồn hoa hay không, hoa nhiều hay ít. Hoa nhiều ta nhân giống nhiều, hoa ít thì ta không nhân giống nữa. Thì còn chúa làm vào thời vụ này là đúng thời vụ, rất tốt và rất tốt. Mà con ong đực này rất to khỏe. Bác con nói thêm là con ong đực mùa bây giờ rất to khỏe. Thì nó đang ở trong cái mùa hoa. Đang mùa hoa. Thì rất là tốt. Thì đấy là câu hỏi của bác Trương Văn Trần. Có rất nhiều câu hỏi, con thưa thầy thì con sẽ chọn lọc những câu hỏi hoặc con cứ đọc lên. Cái câu nào mà hay thì thầy có thể trả lời giúp các bác ở đây với rất nhiều câu hỏi. Ông bác Trần có hỏi thêm, ở đây con sẽ chọn một câu hỏi khác. Thầy cho em hỏi, đàn ong chưa xây thành mũ chúa mà đàn ong đã chia đàn mà 8 giờ sáng đã chia. Thì đó là hiện tượng, tức là con hỏi lại là cái đàn ong này là vừa mới đắp mũ xong mà nó đã chia đàn rồi. Lại chia từ lúc 8 giờ sáng. Đúng rồi, đúng rồi. Thôi tôi hiểu ý rồi. Thế này này, cái mà cái chia đàn tự nhiên, nó là tự nhiên của cái giống ong, của cái đàn ong. Nó đã có ý thức chia đàn rồi. Nó đã xây mũ ong đực, xây lỗ ong đực rồi. Và ta vặt đi mũ chúa, vặt đi này, nay mai, nay vặt, mai vặt, cái kia vặt. Thì sau nó chỉ mới xây cái nền chúa, mới xây thành cái vảy chúa, nó đẻ cái trứng vào cái đã chia rồi. Chưa cần phải thành mũ chúa, mới thành cái nền chúa thôi. Đẻ một cái trứng vào đấy cái là nó đã chia rồi. Mà nó đã chia bức xúc như thế, kể cả 8 giờ sáng, nếu trời nắng, trời rượu, còn trước 8 giờ nó đã chia rồi. Những hôm nắng, không mưa, trước 8 giờ, hoặc kể cả đến chập tối nó vẫn chia. Wow. Khi nó đôi khi nó bị dồn nén rồi, phá đi phá lại mãi mũ chúa của nó rồi. Wow. Thì điều kiện hiện tượng đó là hiện tượng rất bình thường, không có gì khác đấy cả. Cái trường hợp này thì con thưa thầy là có lẽ là lúc đầu ấy, cái lần mà nó đắp mũ đầu tiên ấy là các bác vặt đi. Đấy, có khi là mũ già nó mới đi, nhưng mà về sau nó bị bức xúc quá rồi. Bức xúc quá. Thế là nó đắp xong cái là nó đẻ xong nó đi luôn. Thì đấy là cái câu trả lời cho bác với câu hỏi vừa rồi. Ở đây con có một câu hỏi nữa là bác Trần Từ có hỏi là vì sao đang mùa mật mà ong chúa lại cứ đẻ nhiều. Nó đẻ hết cả cái chỗ lấy mật. Đúng đây. Rồi. Thế này này, con ong chúa của mình là mình mới thay vào vụ hoa mới. Vào vụ hoa mới, chúa mới đẻ, cho nên là được ăn mùa hoa mới thế này, dinh dưỡng nhiều, ong thợ có nhiều ong non tiết sữa, bón mớm cho ong chúa nhiều. Cho nên là ong chúa được ăn nhiều sữa nuôi chúa, cho nên là kích thích đẻ trứng. Mà đẻ có khi mình không khống chế được, nó đẻ sát xà cầu không còn có chỗ đổ mật. Thì chúng ta phải thay chúa vào lúc nào để vào vụ mật ong chúa đẻ ổn định, có nghĩa là trước thời vụ mật 40-45 ngày ta đã có một đợt ong chúa đẻ tốt rồi. Đấy, ông chúa đẻ tốt rồi. Thế để vào vụ mật. Còn vào vụ mật mới này, một là ong phát triển rất nhanh, ong rất dữ. Đấy, và chúa đẻ sát xà cầu. Nếu mà không có đúng, không có ong đúng tuổi lao động thì còn không lấy được mật. Cho nên là nuôi ong phải có đợt ong thợ đúng tuổi lao động, là vào vụ hoa phải có ong đúng tuổi lao động thì mới có mật. Còn nhiều đàn ong đông như nhiều ong thợ già, đông nhưng nhiều ong thợ quá non, không lấy được mật. Sau gần hết vụ mật, ong mới đúng tuổi lao động thì đã hết hoa rồi. Cho nên là chúng ta nuôi ong không chờ đợi ấy, mà phải có kế hoạch là bồi dưỡng đàn ong trước vào vụ hoa, vào một tháng đến tháng 10 ngày phải có ong chúa đẻ tốt để có ong thợ vào đúng tuổi lao động. Và ong thợ, ong chúa phải đẻ liên tục thì mới có các
cái lớp ông thợ kế tiếp nhau cho các những tháng sau. Vâng, xin thưa bà con. Vâng, con xin cảm ơn thầy với câu hỏi, với câu trả lời vừa rồi. Thế thì cái vấn đề quan trọng nhất ở đây đó chính là vẫn là cái thời điểm mà mình để có cái đàn ong vào mùa đánh mật là mình đã có cái quá trình mình chuẩn bị rồi. Đúng rồi. Còn ong của bác là như này là mùa này là không có mật, đẻ hết chỗ rồi. Đẻ hết chỗ rồi. Vâng, những cái câu hỏi này cũng rất vui thầy. Có một câu hỏi nữa là trong trường hợp ong đắp mũ chúa thì mình cắt cánh con chúa già được không thưa thầy? Xin thưa đấy này, ong đắp mũ chúa rồi đó, đòi phải đòi, có nghĩa là đòi chia đàn. Đòi chia đàn mình cắt cánh chúa đi để cho nó khỏi mất chứ gì. Thế thì tại sao ta không khắc phục cái đó chia đàn mà lại phải cắt cánh chúa? Thì cắt cánh chúa thà bằng ta úp nó lại cũng được chứ sao. Nhưng mà tất cả những biện pháp đó đều là biện pháp tiêu cực đối với con ong. Mà phải có thế này, phải duy trì được cái đàn ong. Khi đã có mũ chúa rồi thì ta làm thế nào hạn chế nó xây mũ chúa tự nhiên bằng cách là khai thác triệt để này, làm cho đàn ong không nóng, không bức này, không đông ong, không chật chội này, không dư, không gọi là dư thức ăn quá nhiều này. Đấy. Tất cả các cái hiện tượng hoặc là các yếu tố chia đàn tự nhiên ta khắc phục để cho ong không chia đàn tự nhiên. Thế còn cắt cánh chúa để mà lấy cái mũ chúa đó cũng không còn thua. Vâng, đấy là một cái biện pháp. Nhưng còn đấy thì cái kỹ thuật cắt cánh chúa này thì không, thế thì không bằng không là thế này. Nếu đàn đó đông ong mà còn tốt thì ta chia cái đàn đó ra, coi như vừa thay chúa vừa nhắc cái đàn, cái cầu có mũ chúa sang một đàn khác, một thùng cho thêm một gọi là hai cầu, còn cái con chúa già này cứ để cho nó phát triển và ta khai thác. Thế còn con chúa tơ này vài hôm nó thành công thì ta, nếu ta nhân giống thì ta để, không nhân giống ta nhập lại. Vâng. Đấy là những cái câu hỏi với rất nhiều câu hỏi thưa thầy. Có một câu hỏi tiếp nữa của bác Hồng Quách Thành. Thầy cho con hỏi vải nhãn tiếp mật vào thời gian nào trong ngày? Thật ra như thế này, thời gian tiết mật thời phải có cái thời tiết tốt, không mưa, không nắng nóng quá, không rét quá. Thì thường vụ này là nó thường là ở nhiệt độ 22, từ 25, 26 độ trở lên là quá đẹp. Mà còn nó tiết ra cả ngày, thường là độ 8, 9 giờ sáng đến và chiều nữa. Thì hoa mật, hoa vải, hoa nhãn thường là tiết mật cả ngày. Thì tập trung vào các cái độ buổi sáng 8, 9, 10 giờ là nhiều nhất. Vâng. Thì như tầm này này, tầm này cũng đang là thời gian tầm này là ong nó đang lên đang đẹp. Vâng. Thì đấy là với những câu hỏi, còn rất nhiều các cái câu hỏi khác nữa thưa thầy. Ở đây con sẽ chọn ra những cái câu hỏi để con gửi đến ông. Trước khi có những câu hỏi mới mà em đọc ra thì các bác có thể bình luận giúp xem là các bác đang ở tỉnh nào và đã quay được mấy vòng mật rồi không ạ? Các bác đang xem quay được mấy vòng mật rồi có thể bình luận cho em xem là quay được mấy vòng. Thưa thầy là năm nay con quay được sắp ngày mai con quay nữa là được 4 vòng mật cho cả hoa vải và hoa nhãn. Thế thì cũng không được bằng những năm được mùa, nhưng mà 4 vòng mà mật rất là chất lượng thì cũng con nghĩ là cũng ổn định, bởi vì sau này còn rất nhiều cái mùa mật khác nữa, chứ không phải là mình đánh độc cái mật vải mật nhãn trong năm, mà còn mật hoa rừng rồi mật hoa bạch đàn. Mình vừa đánh vừa củng cố lực lượng. Vâng. Và một năm trung bình là mình sẽ phải quay được từ 10 đến 12 vòng quay mật trong một năm. Đấy. Cho nên là cái việc nuôi ong nó cũng rất hiệu quả thưa thầy. Ở đây có một câu hỏi con xin chuyển đến là đây, con đọc đó. Các bác đang ở tỉnh nào và quay được mấy vòng thì có thể bình luận giúp em ạ, để khi em chọn lọc ra câu hỏi là nhờ câu hỏi này cũng không ok lắm. Thế con cứ đọc tạm nhé, con chọn lọc. Bác có hỏi là thầy cho con hỏi đàn, hỏi chia đàn mùa mật có ảnh hưởng gì đến việc lấy mật không ạ?
Tất nhiên là bây giờ thế này, chia đàn vào vụ mật thì có phải ảnh hưởng đến chất lượng, phải ảnh hưởng đến số lượng, đến sản lượng rồi. Là vì cái đàn đang có đang mạnh thế này, giờ mình bốn cầu chia đôi thành mỗi đàn hai cầu lấy mật cái gì? Cho nên là chia đàn, không chia đàn vào giữa vụ mật mà trước hoặc sau vụ mật. Còn vụ mật ta chỉ tập trung khai thác, vì ta đã nuôi ong để chuẩn bị cho đến vụ mật này thì ta phải dự đoán trước khoảng mấy tháng, là tháng này tháng này, từ vụ đông xuân là ta đã củng cố đàn ong, chất lượng đàn ong để vào xuân hè ta khai thác rồi. Còn giữa vào vụ mật thì chia làm cái gì nữa? Còn nếu mà mới nuôi ít giống quá thì thôi là cứ phải quay lại vài vòng để lấy mật ăn cái đã, thì sau ta lại cuối vụ ta chia, chứ giữa vụ hoa không nên chia. Vâng. Câu trả lời của thầy đã làm bác Trần Từ đồng ý chưa? Bác có câu hỏi nào khác không? Các bác đang xem thì các bác đang ở tỉnh nào có thể bình luận giúp em, và các bác đã quay được mấy vòng mật rồi ạ? Một cái câu hỏi nữa là cũng liên quan đến rất nhiều đến cái việc chất lượng, cũng rất là mong thầy giải đáp. Đó là làm thế nào để biết được mật ong, tức là cái bác hỏi là làm nào để biết được cái mật ong đã chín, đến cái tuổi mà mấy ngày là khai thác được mật. Vâng. Thì thưa bà con thế này, mật ong chín hay không, đặc điểm sinh học của ong mật là nó rất sợ đói, rất sợ khói, vì bản năng của nó sống ở trong rừng. Đời xưa xả xưa của nó là bị dân đốt rừng, cho nên là khói lửa nó rất sợ và sợ đói. Cho nên là ong đi lấy mật về tích lũy vào lỗ tổ và vít nắp lại để dành, chứ không phải là nó có ý thức là chuyện khi nó đã vít nắp để dành rồi đấy là mật chín. Còn mật chưa vít nắp là mật chưa chín, là nó chưa thành thục, cho nên là nó chưa luyện mật được, chưa đủ các ôn ẩm độ, enzyme là các thứ để nó chưa vít nắp. Cho nên mật chín là mật đã vít nắp. Muốn có mật chín thì phải để đàn ong có cầu vít nắp ta hạn khai thác. Còn vào giữa thời vụ có thể là ta đến mới vít nắp mật nửa, tức là gọi có dùng cái từ trong ngành ong là gọi là mắt cua. Thế là thì hấp hay tí là ta cũng có thể khai thác, nếu như nhiệt độ thời tiết hôm ấy nó chuyển mùa có cái gì thay đổi thì ta phải chớp lên cái thời vụ, chớp lên vòng quay, không thì mất vòng. Thí dụ hôm mấy hôm 22 mưa vừa rồi, nếu ai hôm trước đấy mà không tranh thủ quay được vòng mật thì hai hôm mưa vừa rồi là hết, là nó ăn hết. Nhưng khi mà ta quay được trước rồi thì vào này, bây giờ ấm lên cái đo đi làm ngay thì ta lại đỡ mất cảm ơn em. Đỡ lỡ một vòng mật. Cho nên là ta tranh thủ thế nào là người nuôi ong bây giờ phải rất là nhanh nhạy, rất nhanh nhạy. Chưa không có ý định gì nhưng mà chiều phải quay, vì đài báo là mai mưa, ngày kia mưa, thế chiều hôm nay phải mật mà đã mắt cua rồi, hoặc là vít đắp một nửa rồi là phải quay thôi, không để hai ngày mưa thì là hết mật. Cho nên nuôi ong nó phải rất nhanh nhạy cái đó. Cũng như là nông nghiệp ta này, xanh nhà hơn già đồng, đài báo bão thì xanh cũng phải gặt, không mai nó bão mới mất hết, cũng như thế đó. Vâng, đấy là một cái câu trả lời thưa thầy là rất thực tế. Vâng. Có thêm nhiều câu hỏi nữa thưa thầy, thì con sẽ chọn lọc ra những cái câu hỏi ở đây. Và hiện tại thì đang có gần 50 người đang theo dõi cái chương trình này, và toàn là anh em đồng nghiệp nuôi ong thôi thưa thầy. Vâng. Rất nhiều câu hỏi, có một câu hỏi này con nghĩ là khá hay. Các bác cứ đặt câu hỏi nhá, các bác cứ đặt câu hỏi thoải mái. Em thấy cái câu hỏi nào mà nó hay và mang ý nghĩa nhiều về kỹ thuật thì em sẽ chuyển tải đến thầy. Thế còn cái câu hỏi nó quá đơn giản mà hoặc là đã được chia sẻ ở cái nội dung trước đây của cái live stream này thì em sẽ đọc sau. Một câu hỏi là của bác Luân Vi, là em ở Lục Ngạn, giáo sư cho em hỏi tại sao ong ngoại thì cần thước, ong ngoại không cần thước mà ong nội lại cần thước. Vâng. Cảm ơn giáo sư. Vâng. Cái điều này thì tôi xin trả lời thế này. Hiện nay tôi không dám khẳng định là thế này. Tôi chủ yếu cả đời chỉ nghiên cứu con ong nội. Con ong ngoại tôi chỉ mới tiếp xúc một thời gian không nhiều về thời gian. Cho nên là
Về cái này tôi không dám chắc chắn trả lời, cho nên là đề nghị các bạn tìm hiểu thêm. Đấy. Tôi chủ yếu cả đời tôi chỉ làm con ông nội. Vâng, đấy là cái câu hỏi của bác Luân Vi thì mong bác có thể tìm hiểu thêm. Thế còn cái việc mà ông nội thì bây giờ cũng có những người không để thước, thưa thầy. Thế thì nó cũng tùy từng quan điểm. Nhưng mà quan điểm của con thì thấy rằng là cái việc mình không để thước ấy, thì cái mùa mật này này, cái mật đấy chất lượng nó không được thơm bằng cái mật mình. Đấy là riêng về chất lượng. Vì cái nhiệt độ bên trong nó không đủ. Đúng. Nó không đủ cái độ nóng để mà làm cái mật vít lắp được đâu. Đúng. Nhưng mà có thể sản lượng nó sẽ tăng, bởi vì là nó nhanh được quay mật hơn. Không, không thể được. Tại vì thế này, đặc điểm sinh học của con ong, là nó phải ở trong một cái đàn ong lúc nào nó phải đảm bảo cái nhiệt độ từ 32 đến 35 độ. Và ôn độ của nó, đấy, ẩm độ của nó phải đạt 60-70%. Thế nó như một cái tủ lạnh. Nếu cứ mở cửa ra thì không thể thành đá, không thể thành ấy được. Thế cái đặc điểm sinh học của con ong nó phải là như thế. Tại sao trong hang đá, trong hốc cây? Thế hoặc là tại sao nó để cái thước vào, ong thợ nó vẫn lấy cái keo nó vít kín lại? Thế tại sao nó không cắn ra để cho nó hở, mà nó lại vít kín lại? Cái cửa sổ nó cũng vít kín lại. Mà... những người nuôi ong các anh thử thử theo dõi, mình để thước nó có, nó có gắn cái thước vào các xà cầu không? Có nghĩa là có ấy. Thế thì đấy mới là đặc điểm sinh học. Mà thế... con thấy cái việc là không để thước ấy, cái đàn ong rất hung dữ. Không, vì lúc nào nó cũng phải, lúc nào nó cũng phải 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 mình phải để thước thì đấy làm ong rất là nhàn. Quần lực ra để cho nó đảm bảo cái nhiệt độ ôn độ. Vâng. Mà... thì đấy là cái câu hỏi của bác con vừa mới nhờ thầy trả lời. Thế còn cái mà ông nội có nên để thước hay không thì trước video trước các bác có thể đăng ký kênh. Video trước thầy đã nói rất rõ về cái vấn đề để thước, bởi vì ở đây còn đang có rất nhiều những cái câu hỏi khác thưa thầy. Tại vì bà con quan tâm đến rất nhiều về kỹ thuật nuôi ong. Vâng. Thầy lại một câu hỏi nữa về ong chúa, tức là cái vấn đề về ong chúa thì bà con đang quan tâm rất nhiều. Thì một lần nữa con xin chuyển câu hỏi này đến thầy, là câu hỏi của bác Đinh Nguyễn. Thầy ơi, bây giờ làm chúa tỷ lệ thành công có cao không? Tức là thời điểm bây giờ tại miền Bắc. Bác Đinh Nguyễn có thể nói cụ thể bác ở tỉnh nào được không ạ? Nhưng mà em đang cho rằng là bác ở miền Bắc, với cái khu vực miền Bắc thì bây giờ đang là tầm tháng 3 cuối mùa hoa. Thì câu hỏi của bác là nếu thời điểm này thay chúa thì tỷ lệ thành công có cao không thưa thầy? Vâng. Quá tuyệt vời nếu như thay chúa vụ này. Trong thời vụ, trong vụ khai thác, mình vừa nhân giống, vừa chúa tư khai thác, chúa già phát triển đã đành rồi. Đấy là một cách để ta thay chúa hoặc nhân giống. Cái thứ hai, trong vụ cuối mùa hoa này, điều kiện thời tiết khí hậu rất thuận lợi, điều kiện nguồn hoa rất phong phú, đàn ong phát triển rất phù hợp, thì nhân giống vụ này quá tuyệt vời. Và chất lượng chuối ra đời dịp này cũng rất tuyệt vời. Nếu mũ chuối chia đàn tự nhiên rất tốt, và mình tạo chuối nhân đàn kỳ này cũng rất tốt. Nếu làm đúng quy trình thì xin thưa là cuối vụ hoa nhãn này, nếu đàn ong nó sa sút nhiều trong vụ khai thác, chuẩn bị đến hoa bạch đàn, hoa chú vẹt, thì ta cố gắng nhân đủ số đàn để chiến đấu ở hai vụ hoa này, cho nó đảm bảo cái sản lượng mình dự kiến trong kế hoạch. Thì xin thưa bà con, không thời vụ nào nhân giống đẹp hơn thời vụ này. Vâng, xin cả con xin cảm ơn thầy. Câu trả lời vừa rồi của thầy đã làm bác Đinh Nguyễn hiểu rõ chưa? Nếu chưa hỏi thì hiểu thì bác có thể hỏi thêm. Có một cái câu hỏi nữa con cho rằng là cũng khá là hay và cũng rất nhiều người quan tâm khi mà lúc con quay cái video con phát trực tiếp khai thác mật. Đó là thưa thầy, mình lúc mình quay mật thì nên quay vào buổi sáng hay buổi chiều? Thế này, câu này thì nó tùy trường hợp. Những người ta nuôi ong nhiều, 100-200 đàn ong thì không thể gọi là một cái giờ nào cả. Hoặc cái thời vụ vụ hoa thì tùy số lượng đàn ong
của từng người nuôi ong mà ta quay mật. Nhưng tốt nhất vẫn quay vào buổi sáng để buổi chiều ong nó đi lấy về, cho đêm nó có cái thì giờ nó luyện mật. Nhưng mà nhiều đàn ong quá quay buổi sáng không hết thì phải quay cả buổi chiều, hoặc thời tiết đột xuất ngang chiều chưa gì như đài báo các anh chị, kể cả chập tối, kể cả chập tối cũng phải móc, cũng phải lấy mà. Không lãng phí, vì cái mùa này là mùa khai thác, đã nuôi ong lấy mật là phải khai thác triệt đề, tranh thủ thời gian tuyệt đối. Cho nên cái người nuôi ong cái thời vụ này là cái thời vụ sung sướng nhất mà vất vả nhất, nhưng mà cũng thích nhất mà. Là vì nó thay đổi kế hoạch liên tục. Hai ông bạn bảo nhau hôm nay có quay không, mà không, nhưng chiều về thì đột nhiên phải quay vì thời tiết đó nó thay đổi. Thế nên là cũng phải thông cảm cho nhau, là vì phải móc cái mật này ra, không mai mưa nó ăn hết. Cho nên là không cứ vào sáng hay chiều, và tùy số lượng đàn ong, tùy thời tiết, tùy thời điểm nguồn hoa. Vâng, vì là nhiều các bác khi mà con ai chim con quay mật buổi chiều thì các bác cứ bảo là không nên quay mật buổi chiều bởi vì mật nó loãng, nhưng mà con nghĩ là đấy là một cái lý do thôi. Còn vừa rồi thầy đã trả lời câu hỏi vừa rồi, đấy là cái câu hỏi cũng rất nhiều bác thắc mắc. Vâng. Có khi mình phải quay buổi sáng không hết thì buổi chiều mình còn một số còn lại mình quay. Tuy nhiên là nếu mà có điều kiện thì quay trong buổi sáng thì nó tốt hơn, nếu thời tiết tốt. Thì có rất nhiều câu hỏi thưa thầy, bây giờ người xem càng ngày càng đông ạ. Vâng, thì có rất nhiều câu thì hỏi. Thì bà con cứ hỏi đi, hôm nay là nhân dịp đầu xuân, thế buồn hoa đã ấy rồi, thế chúng ta tâm sự với nhau. Vâng, thì con cũng chuyển lời đến thầy là như này, có bác ở Hà Nội quay được 3 vòng rồi. Trung bình mỗi đàn cũng được 2 lít. Bác ở Lục Ngạn, bác ở Tuyên Quang cũng được 2 vòng mật, cũng được 2 vòng. Đấy, tùy theo các vùng miền, nhưng mà con nghĩ rằng là quay 2 đến 3 vòng là đúng. Bởi vì là khi mà mình làm về việc về cái chất lượng mật thì rõ ràng là cái thời gian mà quay được ít vòng thì cái mật này là mật con cho rằng là rất chín. Nó mới có thời gian để chín mật. Vâng. Nhiều các bác ở đây em chia sẻ thật là như này, em đi rất nhiều trang trại, rất nhiều nơi. Thế có nhiều bác thì cứ khoe thành tích là tôi quay được 5 vòng, 6 vòng, thế trong thực tế thì 1 tháng thôi. 1 tháng thì nó chỉ mất những ngày mưa, ngày nắng rồi. Thế như vậy chia ra thì theo cách tính thì các bác 2 ngày có khi đã quay mật rồi. Thế như vậy nếu tâm lý là khách hàng thì người ta bảo các ông quay mật này quá non. Quá non. Cái việc là mình nói đúng sự thật trong cái vòng quay của mình. Nếu xấu thì mình bảo xấu, mà đẹp thì mình bảo đẹp. Thì nó vẫn tốt hơn. Xin cảm ơn các bác nhé. Thì con xin chuyển một câu hỏi nữa là thưa thầy, cho con hỏi. Ở đây có 2 câu hỏi luôn. Vâng. Thì con đặt luôn 2 câu bởi vì hỏi là của bác Hướng Tuấn. Đó là cây hoa bàng có mật không thầy, và hoa đu đủ đực, hoa xoan có mật không thưa thầy? Và cái cây ngụm mật, cái tất cả cái chương cây ngụm mật tôi đã nói hết rồi, thì bà con xin tham khảo như thế này. Cây bàng rất nhiều mật, nhưng có số lượng có nhiều hay không để cho mình lấy hay không. Chứ thỉnh thoảng đầu xóm đầu làng mới có cây bàng, cây hoa bàng rất nhiều mật. Hoặc là cây hoa xoan cũng có mật nhưng không nhiều. Mà mình có làm gì có rừng xoan để mà ông đến lấy mà mình dám kết luận là có mật hay không. Nhưng khẳng định có mật nhưng lượng mật không nhiều. Đấy là cây bàng và cây xoan. Vâng. Cây ở đây bác có hỏi là hoa đu đủ nữa. Hoa đu đủ thì thường ít. Rất ít. Đấy, những câu hỏi này cũng liên quan rất nhiều bởi vì là nguồn mật. Đấy. Thì các bác cứ thấy ong nó lấy mật đấy thì là bảo nó có mật. Thế vừa rồi thầy đã trả lời là cây bàng rất nhiều mật. Thưa bác Tuấn nha, cây bàng là rất nhiều mật, nhưng mà cái khu vực của bác ở thì có nhiều cây bàng không để ong có thể lấy đủ mật để mình khai thác được hay không? Chứ cây bàng là có mật và có nhiều mật. Cây hoa xoan và cây hoa đu đủ thì rất ít mật, cũng có nhưng mà ít. Đấy, thì vừa rồi thầy đã trả lời về cái câu hỏi về hoa. Ở đây có một câu hỏi này con thấy là nó cũng rất là hay cho toàn thể các bác đang xem ở đây. Là thưa thầy, mình cần chuẩn bị gì để cho đàn ong của mình vào vượt hè? Vâng. Câu trả lời này nó hơi chung nhưng mà cũng hiểu đơn giản là kỹ thuật nuôi ong. Đúng rồi. Kỹ thuật vượt hè thì thế này. Bây giờ mình đã
chuẩn bị vào hè, chuẩn bị đang vụ khai thác, chuẩn bị đang vụ khai thác, thì kết thúc vụ khai thác để sang sang hè, thường là từ tháng 6, tháng 7, tháng 8. Thế nhưng mà ở cái hoa vẹt, ở cây súng vẹt thì vẫn tháng 7, tháng 8. Và bạch đàn vẫn sang tháng 7, đầu tháng 8. Vẫn có mật. Thế thì vượt hè của ta là gây cấn nhất là tháng 8 và tháng 9. Tháng 8 và tháng 9. Thì sang tháng 10 thì lại là sang vụ thu đông rồi. Thế thì hai cái tháng đó thì sau khi khai thác xong vụ hoa, ta phải kết hợp thế này. Thứ nhất là kiểm tra điều chỉnh đàn ong thật đồng đều. Rút toàn bộ cầu sâu ra để đàn ong đông ong và cho ăn đầy đủ. Đậy kín thùng và ít kiểm tra, để nơi bóng mát, không chấn động. Đấy là cái vượt hè quan trọng nhất. Để nơi yên tĩnh này, điều chỉnh đàn ong thật đồng đều này, rút bớt tất cả những cái cầu sâu xấu này, đàn nào sâu xấu nhập này. Người ta gọi là, nếu đối với ông Ý, thì người ta gọi là sập cầu, sập đàn. Loại phải đến 1/3 số đàn và 1/3 số cầu để nấu sáp. Còn những đàn nhập vào thật yên tâm là ra đàn này, cho ăn thấy đầy đủ qua hè, cho ăn no, đậy nắp thật kỹ, vứt kín tất cả các khe hở của thùng, chống kiến, cóc, ong rừng, cho ăn phòng bệnh, đậy thật kín, 10-15 ngày mới kiểm tra một lần. Chứ mà mùa hè mà nó vừa mới ổn định được cái nhiệt độ, ẩm độ bên trong lại mở ra, thế thì bao giờ nó ổn định được. Nó như cái tủ lạnh, thỉnh thoảng lại mở cửa. Chúng ta coi đàn ong như một cái tủ lạnh thì mới ấy được. Và mỗi một lần kiểm tra thế, đàn ong 3 cầu ít nhất tiêu thụ 2 lạng được. Đàn ong rúc đầu và ăn no. Thế có mình nói câu chuyện này, thế tại sao ong bốc bay, ong chia đàn nó lại không giữ mà nó hiền? Đúng thế không? Không phải nó hiền đâu, là vì nó ăn, trước khi nó đi, nó phải ăn thật no, ăn thật hết chỗ kia, bụng no tròn để đốt thảo nữa. Không đốt được thì không phải là nó hiền. Cho nên là mỗi một lần ong bốc bay, mỗi một lần ong chia đàn, mỗi một lần mình kiểm tra, đàn ong mất 2 lạng được. Cho nên là đừng tưởng ta cứ kiểm tra không thấy nó ăn một ấy ngày, nhưng mà thế mỗi một lần kiểm tra ta cho sai số, chết mất 1-2% ấu trùng, chết thằng cẳng đấy chứ, nó không được bón mớm, lại khô, lại rét, lại đóng. Cái câu hỏi này thì xin phép bác là sẽ làm riêng một cái video riêng để phục vụ bà con, bởi vì nó liên quan rất nhiều và có rất nhiều câu hỏi khác ở đây thưa thầy. Thì các bác cứ đặt câu hỏi nhá, và rất là mong là các bác đang xem hãy bấm vào nút like để ủng hộ kênh YouTube An Thịnh, và cảm ơn thầy Ngô Đắc Thắng đã chia sẻ trong cái buổi tọa đàm về kỹ thuật nuôi ong mật trong buổi sáng ngày hôm nay, được không ạ? Các bác bấm vào nút like. Cũng có rất nhiều người gửi lời cảm ơn đến thầy. Bác hướng dẫn là dạ cảm ơn thầy, cảm ơn anh An Thịnh, cảm ơn anh đã chia sẻ, cảm ơn thầy. Bây giờ thì mình con sẽ chuyển sang một câu hỏi tiếp là của bác Minh Nguyễn, là chỗ cháu có nhiều keo thì có phải cho ong ăn không ạ? Thế này, keo bây giờ là bắt đầu vào thời vụ rồi đây. Bắt đầu vào thời vụ keo. Thì không cần phải cho ăn. Nếu mà đứt quãng lâu cơ. Chứ còn mật nhãn như mật vải bây giờ. Còn bây giờ là nó vẫn còn rất nhiều thức ăn. Và mùa này cũng rất nhiều loại hoa để bổ sung thức ăn. Không cần thiết phải cho ăn. Và mật keo, mật đây được chúng ta gọi là mật ở lá keo. Cho nó đầy đủ.
vì nó là tuyến mật ngoài hoa. Lá keo, cái cây keo lá như này nó ra tuyến mật đây là. Đấy, đấy. Là dịch tiết thực vật. Nó cũng như lá cao su. Nó cũng như cái lá sắn, cũng như cái lá đay đều tuyến mật ở các cái tuyến mật này. Cho nên là riêng cây keo thì rất nhiều mật. Và cũng như mật cao su. Nó là tuyến mật ngoài hoa thì không cần thiết phải cho ăn. Mà lá keo nó kéo dài từ đây đến tháng 7. Cho nên cái nguồn mật keo nó không rộ như hoa nhãn, hoa vải, nhưng nó kéo dài ở cái thời kỳ lá non đến lá bánh trẻ. Vâng. Thì vừa rồi là cái câu của bạn Minh Nguyễn, chắc là bạn Minh Nguyễn là cũng mới nuôi. Cho nên mới hỏi câu, nhưng mà con xin cảm ơn thầy đã chia sẻ cái câu trả lời vừa rồi. Bạn Minh Nguyễn có gửi lời cảm ơn kỹ sư ạ. Vâng. Một câu hỏi của bác Hùng Nguyễn là: chào thầy, cho em hỏi là sau vụ nhãn thì em có 10 đàn ong. Vâng. Mà những đàn này thì vẫn còn đang rất là đông, nhưng mà do nhu cầu em không có điều kiện nuôi được nhiều, em không muốn chia đàn thêm, thì làm thế nào để vẫn giữ được giống cho đàn sau, cho vụ sau? Đơn giản tưởng là thế nào chứ bây giờ nó rất là đông, mình khai thác triệt để đi. Đấy đi, thì đàn ong nó mình không chia nữa thì thôi đó. Thế nhưng bây giờ mình tích cực thay Chúa, chia đàn ra để thay Chúa, chia đàn ra để thay Chúa, rồi không nhân giống lại thôi. Vâng. Xin hỏi là bác Hùng Phạm và bác Hưng Nguyễn ở đâu, hay Hùng Nguyễn ạ? Thì bây giờ như này, bác nào mà có nhu cầu mà cần ong giống, mà giống của bác Hùng Nguyễn này là rất tốt ạ, thì có thể liên hệ với bác Hùng Nguyễn, bởi vì bác đang có 10 đàn ong rất đông mà sau khi khai thác. Thì bây giờ bác nào có nhu cầu mà đặt giống ong của bác Hùng Nguyễn thì bác Hùng Nguyễn cách đơn giản nữa là chia đàn ra. Vâng. Rồi nhượng lại cho anh em đồng nghiệp cùng nuôi. Vâng, đấy. Để cho đỡ đông. Không, vâng. Bây giờ nhà bác là rất chật, bác chỉ nuôi được 10 đàn thôi. Vâng. Thì bác cứ chia đàn ra. Đấy, bác nào mà có nhu cầu liên hệ bác Hùng Nguyễn nha, là bác ấy đang có giống ong rất tốt. Thì mình cũng không lo về cái việc nhân giống đâu, thưa bác Hùng Nguyễn. Đúng không hả bác Hùng Nguyễn ơi? Rất nhiều câu hỏi thưa thầy. Bác Thắng Phạm có hỏi là: thầy cho con hỏi là có người nuôi ong chia sẻ khi thay chúa thì cắt cánh chúa già đi và gắn mũ chúa ở góc cầu ngoài cùng. Cách thay chúa này có hiệu quả không thưa thầy? Xin thưa như thế này. Cách thay chúa thì nó có nhiều cách thay chúa. Chia đàn ra để thay chúa. Úp chúa già đây thả gắn mũ chúa, hoặc là úp chúa già đưa chúa tơ vào đều được cả. Cho nên là tùy từng thời vụ, tùy từng nguồn hoa mà ta thay chúa như thế nào cho nó có kết quả. Còn thay chúa có rất nhiều hình thức. Chia đàn ra, chia song song, để đàn này giao phối xong. Nếu mà con chúa này kém, ta nhập vào lại để thay chúa. Hoặc là trong vụ khai thác, ta cũng chia đàn này, nhắc cái này ra để chúa thành công, ta thay chúa. Hoặc là trong vụ này ta gắn mũ chúa vào, ta úp con chúa già lại cũng được, không cần phải cắt cánh chúa, cắt cánh. Thế hoặc là như thế này là không, con xin phép thầy là như này. Cái câu hỏi này bác muốn hỏi ý là có người chia sẻ trên mạng đó là cái cách thay chúa là mình sẽ nuôi ở cái mùa khó khăn ấy, chứ không phải mùa này, là nuôi hai chúa. Vâng. Tức là mình làm một con chúa nó đang lành lặn ấy, mình làm nó không lành lặn nữa. Thì mình cấy một cái mũ vào, thế là đàn ong là con chúa non đi thụ tinh về mà con chúa già vẫn còn, tức là hai chúa. Thế thì như thế này. Đấy là có người chia sẻ, ý của bác hỏi như thế. À, thế này, đặc điểm sinh học của ong mật, mỗi một đàn ong chỉ có một con ong chúa và một con ong chúa duy nhất. Không có đàn ong nào hai con ong chúa trong tự nhiên. Trừ trường hợp chúa đổi ngôi, tức là thay thế tự nhiên. Con chúa này già, bị tàn tật, không có khả năng quản lý đàn ong. Thì đàn ong đó xây một đến hai mũ chúa để thay thế con chúa già này. Đấy là thay thế tự nhiên. Khi con chúa này giao phối thành công, thì đàn ong mới tiêu diệt con chúa già. Hai con chúa này sống song song tồn tại nhau thời gian ngắn. Khi chúa này đẻ ổn định, chúa già bị giết đi. Đấy là quy luật tự nhiên. Thế còn cái thứ hai, mình muốn để tạo cái điều kiện ấy thì
thì mình làm thế này. Muốn cái đàn ông này nó thay thế tự nhiên, mình dùng kéo cắt què chân con ong chúa, cắt cụt con ong chúa để làm con ong chúa để tàn tật, thì đàn ông sẽ tự xây mũ chúa để thay thế con chúa già này. Chứ còn bây giờ cắt đi mới lại gắn mũ chúa vào, nó sớm quá thì nó cũng sẽ phá. Thế. Nhưng mà mình tạo cho con chúa già bị tàn tật đi, đàn ông sẽ và tạo cho nó thức ăn đầy đủ, ong đông, lực lượng lao động đủ, thì nó sẽ thay thế vào vụ hoa thời tiết thuận lợi, thì tự nó thay thế đó. Tháng trước tháng sau nó thay thế đó. Vâng, thì cái vấn đề này thầy hôm trước cũng có chia sẻ rồi. Đó là có khi xin trả lời các bác đang xem ở đây như này. Nhiều tại vì là cũng có nhiều bác chưa hiểu kỹ, bảo là đàn hai chúa nó đẻ gấp đôi. Không. Đấy thì hôm thầy chia sẻ rồi, đấy là cái gọi là không có khoa học. Thế còn một đàn ông thầy vừa mới bảo rồi, nó có một con chúa thôi. Đàn ông ở đây các bác có nhiều bác đang hiểu là đàn ông hai con chúa đẻ trứng gấp đôi. Đấy thì cái câu trả lời cái câu này thì xin phép bác là trả lời đến đây thôi ạ, bởi vì là cái nội dung này hỏi rất nhiều, dành thời gian cho những câu hỏi khác. Và hiện tại thì kênh YouTube đã live được livestream được hơn 50 phút rồi. Thưa thầy, và hiện tại đang có 70 các bác thợ nuôi ong đang theo dõi. Và rất nhiều các bác đặt câu hỏi, cho nên là với lượng câu hỏi lớn như này thì kênh YouTube An Thịnh xin phép các bác là sẽ chọn lọc những câu hỏi mang tính chất phổ biến hơn, phổ thông để hỏi thầy. Còn các bác có cứ họ đặt những câu hỏi ngoài lề, hoặc là các bác có lời cảm ơn, lời chúc sức khỏe đến thầy, thì các bác cứ comment bình luận phía bên dưới giúp em nhá. Các bác bấm một nút like cho em, cho nó có nhiều lượt like. Xin cảm ơn thầy. Thầy cần uống nước thầy? Không không, cứ làm đi. Hôm nay đang phấn khởi. Vâng, bác ở thành phố Việt Trì Phú Thọ cảm ơn. Thầy cho tôi hỏi cây hoa đào lộn hột, tức là cây điều, có phấn hay có mật không thưa thầy? Bác Lê Đặng có hỏi ạ. Vâng. Đó. Cái đào lộn hột, cái cây điều đấy có mật. Vâng. Có mật. Nhưng không nhiều lắm. Không nhiều lắm. Mật vẫn đủ cho ông ăn. Vâng. Đấy là câu hỏi của bác. Có một câu hỏi nữa của bác Đình Nguyễn là: thầy ơi, chúa của em nở từ ngày 13 và đến ngày 26 vừa rồi mới đẻ, thì có cần phải thay lại con chúa đó không thưa thầy? Thật, thời kỳ vừa rồi là đã mưa lại rét mất 5-7 ngày rồi, thì mới có 13 ngày. Nếu ta làm khẳng định chất lượng chúa ta đã làm đảm bảo rồi thì không cần thiết phải thay. Còn nếu mà ta dị nghị cái gì thì thời tiết dịp này đang đẹp, thời vụ nhân giống đang tốt thì ta thay cũng được. Vâng, xin cảm ơn thầy. Con xin cảm ơn thầy. Câu hỏi của bác Thảo Lê là: thầy cho em hỏi một chút là có cần phải cho ăn phòng bệnh, cho ong ăn phòng bệnh không ạ? Thầy hướng dẫn cho mọi người biết được không? Em xin cảm ơn thầy. Vâng. Thường như thế này, bắt đầu vào vụ chiến đấu, tức là vào vụ hoa, bắt đầu vào vụ hoa, ai cũng có cái ý thức là làm thế nào trong thời kỳ khai thác đàn ong không bị bệnh. Cho nên trước vào vụ hoa, ai cũng, những người nuôi ong cần thiết phải cho ong ăn phòng bệnh. Phải cho ăn phòng bệnh. Mà phòng bệnh thì đừng có cao xa gì ghê gớm. Thường là cái độ ẩm, cái mùa xuân này ẩm độ cao, thường nó chỉ bệnh, hoặc là ta khai thác, thường là chỉ bệnh thối u trùng tuổi nhỏ, thì ta chỉ cho ăn penicillin hoặc citrap. Nhưng vào vụ khai thác không nên cho ăn penicillin, hay nói cách khác là không được cho ăn penicillin, vì nó ảnh hưởng đến chất lượng mật, mùi nó rất là khó chịu. Cho nên chỉ ăn cho ăn citrap. Mà mỗi một lọ citrap là một gam, tức là 1 triệu đơn vị, thì mình cho ăn đến 20-24 cầu thì đều là cho ăn phòng bệnh. Mà cho ăn 1-2 tối, mà mỗi tối chỉ cho ăn ít thôi để cho nó đảm bảo. Thế thì nên cho ăn phòng bệnh trước khi vào vụ mật, để đàn ong ta yên tâm khai thác sản phẩm. Vâng. Thì cái câu trả lời của thầy vừa rồi đã trả lời cho bác
đã làm bác thấy ok chưa? Nếu bác có câu hỏi nào tiếp thì có thể hỏi kỹ hơn ạ. Bởi vì là có rất nhiều câu hỏi, con thưa thầy. Là một câu hỏi của bác Hoàng Thơm là cho cháu hỏi tiếp, khi đàn đã làm mũ chúa chia đàn thì mình làm một dàn chúa di trùng vẫn để chúa già, thì đàn ong có nuôi mũ chúa di trùng không ạ? Thường là như thế này, ít khi mà cho cầu chúa vào mà vẫn để cả chúa già. Còn trường hợp mà cho chúa già vào thường là ít khi thành công, có vẫn thành công nhưng tỷ lệ không cao, vì chúa già nó chỉ phá hết mũ chúa, phải có lưới ngăn chúa. Thế thì phải có lưới ngăn chúa, còn để không có lưới ngăn chúa thì có được nhưng mà không phải nhiều. Thường con chúa già bị phá mũ chúa. Vâng. Đúng rồi, con xin cảm ơn thầy. Bác Thương Nguyễn có hỏi là chào thầy, ong của em đông nhưng toàn phấn, không có khổ mật, chỉ có 2-3 lỗ để đổ mật thôi ạ. Cảm ơn thầy. Đây là một câu hỏi là, thầy đã rõ về câu hỏi này chưa? Con mô tả lại là cái cầu ong của bác là ong toàn đổ phấn ấy. Cái phần đổ mật thì chỉ có 2-3 lỗ để đổ mật thôi. Thế nó là hiện tượng gì thưa thầy? Nơi đó tức là cái nguồn mật ít hơn nguồn phấn, cho nên là ong sẽ đi lấy phấn nhiều hơn nguồn mật. Mà mật thì là đang mùa phát triển, ong rất cần lượng thức ăn cho ấu trùng, cho nên là đàn ong đang phát triển, ong chúa đẻ quá khỏe, cho nên nó lượng yêu cầu nhu cầu thức ăn của đàn ong rất lớn, cho nên nó phải lấy phấn về để bón mướp cho ấu trùng. Mà con nghĩ đây là vấn đề này, có lẽ là cái đàn ong này là con chúa mới. Con chúa mới. Cho nên chúa, đẻ rất con khỏe. Chúa đẻ tốt, nó đẻ nhiều, cho nên nhu cầu dinh dưỡng, nhu cầu thức ăn cho ấu trùng quá lớn, nó phải lấy phấn về để bón cho ấu trùng. Vâng, có một câu hỏi này là liên quan đến, con nghĩ là ở cái bệnh của ong, con xin đặt câu hỏi cho thầy. Là bạn Vượng Trần có hỏi là ông cho con hỏi, chúa mới đẻ trứng rất nhiều cả tuần xong không thấy có trùng và nhộng. Câu hỏi của bác là như vậy ạ. Tức là chúa đẻ rất nhiều nhưng mà một tuần nay xong không thấy lên trùng và nhộng. Thế phải kiểm tra xem thế này. Ông chúa đã đẻ là phải có ấu trùng. Được không có ấu trùng do nhiều yếu tố. Một là đàn ông bị bệnh ở cái thổi. Tuổi ông trùng tuổi nhỏ, từ 2-4 ngày tuổi. Vì đến 2-4 ngày tuổi nó đã chết thối rồi thì làm gì có nhộng mà ông trùng to nữa. Cho nên ta phải kiểm tra xem có bệnh hay không. Đấy. Và con nghĩ trường hợp này là ong này của bác bị bệnh rồi. Và bị do bệnh rồi. Quá trình khai thác là nó bác quay mạnh quá. Vâng. Trùng nhộng chết hết, ong thợ nó gắp đi thôi. Cái câu hỏi này thì bác có thể hỏi kỹ thêm là ong của bác đã quay mật hay chưa, hay là đàn ong mới tự nhiên ạ. Lại một câu hỏi nữa thưa thầy là liên quan đến hoa. Bác Dung Xuân ở tỉnh nào đấy ạ? Cho em hỏi thêm. Bác Dung Xuân có hỏi thầy là chào thầy, cho em hỏi hoa sấu có mật không ạ? Hoa sấu có mật chứ. Hoa sấu rất nhiều mật. Nhưng mà cái chỗ nào mà có nhiều sấu để nó lấy mật không đấy. Hoa sấu là nhiều mật là khác. Vâng. Có một năm con để ở dưới khu vực Bắc Linh là con đã lấy được mật sấu, rất nhiều mật. Lấy được. Mật nó đỏ đỏ. Vâng, ăn mật nó đỏ. Hơi chua chua. Vâng. Mật hoa sấu có mật nha bác Dung Thanh ơi. Bác Dung Xuân. Bác Nguyễn Văn Nghĩa có ở tứ Kỳ Hải Dương. Hải Dương có tôi có 30 thùng ong quay được 3 vòng được 100 lít. Mai tôi quay vòng mật thứ tư. Qua thầy và cháu An Thịnh. Xin cảm ơn thầy và cháu Hưng. Xin cảm ơn bác Nguyễn Văn Nghĩa nha. Rất là tuyệt vời khi bác bình luận cảm ơn hai thầy trò nhà An Thịnh và thầy Ngô Đắc Thắng. Bác khoe thành tích của bác là tôi ở Tứ Kỳ Hải Dương. Và có 30 đàn ong đã quay được 3 vòng mật thì là được 100 lít rồi ạ. Và tương ứng với lại mỗi một vòng là mỗi một đàn là được hơn 1 lít mật. Mỗi đàn là hơn lít mật. Cũng rất là tốt. Mai là quay vòng thứ tư thưa thầy.
Cảm ơn bác Nghĩa nhá. Câu hỏi tiếp của bác Thảo Lê. Bác Thảo Lê vừa nãy hỏi em sẽ đặt câu hỏi sau. Bác Quang Trần, cháu thấy ong nội có hai loại phải không thưa ông? Một loại nó xây mũ to và ngắn, một loại nó xây chúa bé và dài, nên ta chọn loại nào để nuôi là tốt? Thưa thầy, thì câu trả lời này là xin hỏi bác Quang Trần có thể đặt lại câu hỏi, bởi câu hỏi của bác đang sai ý, cho nên là sẽ rất khó trả lời. Con cho rằng là bác đang hỏi là một là mũ chúa tự nhiên, hai là mũ chúa cấp tạo. Hai mũ chúa này nó khác nhau. Cái mũ chúa cấp tạo thường nó sẽ dài. Đấy, còn cái mũ chúa kia là nó ngắn hơn. Chứ không phải là hai giống chúa đâu, thưa bác. Câu hỏi của một bác nữa là: thầy ơi, đàn làm chúa mình có cho ăn thêm sữa chúa không thầy? Thường như thế này, ta làm vào thời vụ hoa hoặc làm thời vụ, đàn ông bồi dục cái đàn bố, đàn mẹ, đàn nuôi dưỡng, chúng ta đã cho ăn đầy đủ rồi thì không cần phải bồi dưỡng cái gì khác cả. Trong tự nhiên, đàn ông bao giờ con ong được ăn lòng đỏ trứng gà, làm gì phải B1, làm gì phải... Trong tự nhiên thì đã phân hoa, mật hoa đã là tốt lắm rồi. Nếu đầy đủ thì đúng ong, đúng tuổi lao động thì đã tiết sữa tốt lắm rồi, không cần thiết phải. Cũng có người bảo cho phải cho ăn nọ ăn kia, thế trong tự nhiên làm gì ong, làm sao nó biết trứng gà là cái gì. Đấy. Nhưng cho ăn nó có ăn hay không? Ăn. Ong không phân biệt màu đỏ và không phân biệt vị, đắng mấy nó cũng ăn. Như đỏ, đen đều là một màu. Vâng, thế thì cái câu trả lời của bác này là mình chỉ cần làm vào đúng cái mùa như mùa bây giờ này đang rất là tốt. Đang rất là tốt rồi. Ngoài có phấn mình không cần phải cho ăn bổ sung thêm khi mà cho ăn thêm sữa chúa. Không, không cần. Vâng. Thì cái này thêm rất nhiều câu hỏi nữa thưa thầy, tại vì người xem bây giờ rất đông ạ. Vâng, cứ hỏi đi. Thì con cứ đọc nhá. Vâng. Tại vì cũng không biết cái câu hỏi này có trả lời thì câu này nó... xin thưa các bác là như này ạ. Các bác cứ đặt câu hỏi, tôi sẽ đọc để thầy Ngô Đắc Thắng trả lời tùy theo những câu hỏi. Những câu hỏi nào mà nó đơn giản thì thầy trả lời một cách ngắn gọn và nhanh hết ý. Và những câu trả lời mang cái ý nghĩa kỹ thuật cao thì thầy sẽ dành nhiều thời gian để chia sẻ. Vâng, để chia sẻ hoặc các câu hỏi mà vâng. Không lấy được về nghiên cứu mà xin khất. Vâng, câu hỏi của bác Phạm Duy Dũng, đó là bác hỏi là hoa lúa có mật không thưa thầy? Lúa thường là thế này, người ta nói lấy phấn lúa, phấn hoa lúa, chứ hoa lúa không thấy ong lấy mật, và cũng chưa có ai nghiên cứu ong lấy phấn lấy mật của hoa lúa cả. Nhưng mà hoa lúa rất nhiều phấn, ong lấy rất tốt. Vâng, đấy là câu trả lời của bác, câu hỏi của bác Phạm Duy Dũng. Thì câu trả lời này hôm trước là cũng thầy cũng đã trả lời rồi, hôm nay trả lời lại. Thì cũng thông qua đây để các bác có thể hiểu hơn về cái lúa, thì hoa lúa có rất nhiều phấn các bác nhé. Câu hỏi của bác Thảo Lê đó là: trước vụ mật cho ong ăn phòng kanamycin 10% có tốt không thưa thầy? Vâng, thật ra như thế này, kanamycin rất, nó đều là kháng sinh cả thôi, đều là kháng sinh cả. Kanamycin, erythromycin, ampicillin hoặc là furazolidone đều là kháng sinh. Thế nhưng mà làm gì cậu phải cầu kỳ thế, cho ăn strep, vừa là đơn giản vừa là dễ mà lại không có vị thuốc trong trong mật ong. Đấy. Thì cho ăn đều cũng đều được cả, không sao cả. Như kanamycin 0,4 đến 0,5 gram cho 1 lít nước và cho ăn vào 15 đến 20 cầu để phòng bệnh. Vâng. Đấy là câu trả lời của thầy dành cho bác Thảo Lê. Bác Thảo Lê có cái câu hỏi nào thêm về kỹ thuật không ạ? Bác Trần Từ, xin cảm ơn bác Trần Từ là một người vẫn đang theo dõi cái buổi phát trực tiếp trò chuyện trên kênh YouTube của An Thịnh từ đầu đến giờ. Vâng. Bác có gửi lời cảm ơn và bác có hỏi thêm một câu hỏi là: con ở Hà Nội sắp hết mùa hoa nhãn rồi, nhưng có nhiều hoa cỏ kim,
Vậy thì có phải cho ông ăn bổ sung thêm không thưa thầy? Vâng. Riêng trường hợp ở Hà Nội, tôi xin trả lời thế này. Tôi chủ yếu sống ở Hà Nội rất nhiều năm và chủ tịch câu lạc bộ ong Hà Nội 20 năm. Làm chủ nhiệm câu lạc bộ ong Hà Nội 20 năm. Thì thấy này, không nơi nào nguồn hoa đẹp hơn Hà Nội. Không nơi nào nuôi ong thuận lợi hơn Hà Nội. Vì câu lạc bộ ong Hà Nội sinh hoạt rất điều độ 25 hàng tháng. Đều có những kết quả rất lớn. Vì ong ở hoa ở Hà Nội rất nhiều dạng. Cho nên là nuôi ong Hà Nội rất thuận lợi. Cho nên là xin thưa là ai ở Hà Nội thì cố gắng phát triển đàn ong, kể cả trên tầng hoặc dưới đất đều nuôi ong, nuôi được ong, miễn là người đó có thích hay không thôi. Vâng. Bác Trần Từ thì bác Trần Từ ở khu vực Đông Anh phải không ạ? Khu vực Đông Anh thì nó còn rất nhiều cây. Vâng. Nó ngoại thành. Nhưng còn nội thành thì hiện nay thì đô thị hóa nó cũng lớn, mật độ cây xanh nó ít rồi. Nhưng mà cái vùng ngoại ô thì rất nhiều cây hoa. Ví dụ như vùng Đông Anh rất nhiều hoa nhãn đó. Và các loại cây cỏ, và ở đấy có một cái hay là không có bị thuốc bảo vệ thực vật nhiều. Vâng. Là cái vùng không phải là vùng cây chuyên canh thưa thầy. Có rất nhiều câu hỏi nữa thưa thầy, thì con đọc cũng không hết. Vâng vâng, đọc đi. Có câu hỏi là câu hỏi này cũng là câu hỏi câu chia sẻ thôi ạ. Nhà thầy có con khiếu hót hay thế. Cảm ơn bác Thảo Lê nhá. Nhà thầy có con khiếu hót rất hay ạ. Ở khu vực nông thôn, nhà thầy ở trong một cái khu vực nhà cổ và có một con chim khiếu và có rất nhiều chim ở ngoài vườn và có vườn cây xanh. Rất là mong các bác có dịp thì ghé thầy chơi thông qua kênh YouTube An Thịnh. Thầy thì ở tại xã Mai Trung, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. Rồi xin cảm ơn. Xin mời các bạn về về chơi. Vâng, con hỏi thêm một câu nữa là ở vùng ít hoa nếu cho ong ăn thêm siro đường thì chất lượng mật thế nào thưa thầy? Vùng ít hoa cho ăn siro đường thì chất lượng mật phải kém thôi. Không có gì gọi là mật ong là phải là mật hoa. Thế. Nhưng còn cho ăn để lấy đường, để lấy mật thì một là chất lượng kém, hai là đàn ong không phát triển được. Đối tượng chủ yếu thức ăn của ong là mật hoa và phấn hoa. Cho ăn đường chẳng qua là chỉ để là hỗ trợ, chỉ là hỗ trợ cho đàn ong thôi. Thế nên là thế này. Thí dụ như là hoa quả của ta rất nhiều, có thể ăn nhưng mà có ai ăn trừ cơm được không? Thức ăn chủ yếu của người phải là cơm, phải là bánh mì, phải là thịt, phải là... Nhưng thức ăn chủ yếu của ông là phấn hoa và mật hoa, chứ không phải là đường. Đường chỉ là hỗ trợ cho những ngày thiếu mật hoa và phấn hoa. Vâng, cho nên là cái câu hỏi của bác thì nếu mà ở cái vùng ít nguồn ấy thì mình lên di chuyển đến có cái nơi có nhiều nguồn hoa để khai thác. Chứ mình vào mùa hoa mà cái nguồn nó ít quá mình lại cho ăn bổ sung thêm siro đường để mình khai thác cái mật đấy là cái mật chất lượng rất là thấp. Rất thấp. Không được gọi là mật ong. Mà cái mật đó mà nếu mà bán cho anh nào mà tiểu đường họ ăn vào mật ong để hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường. Với điều kiện mật ong phải là nguyên chất. Mật ong phải là mật ong. Chứ mật ong mà pha lẫn siro đường cho ăn vào, bạn bè hoặc là ai người ta mua vào bệnh tiểu đường, cứ theo hướng dẫn là để điều trị bệnh tiểu đường, ăn vào cái mật này là mất uy tín, cho nên là rất nguy hiểm. Cho nên là xin thưa những người nuôi ong, hiện nay bệnh tiểu đường ở Việt Nam không phải ít mà rất nhiều. Theo nhiều tài liệu của Đông y Tây y, mật ong có tác dụng để điều trị, hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường. Với điều kiện phải mật ong tốt, mật ong nguyên chất. Mà mật ong mà pha cái vào, người ta cứ nghe theo cái tài liệu đó mà mật ong có lẫn đường vào là làm khổ người ta, làm bệnh tiểu đường nó tăng lên là nguy hiểm, và là đổ do đổ chấu vào đầu người ong. Vâng, thì đấy là cái câu trả lời cho câu hỏi vừa rồi của bác Trung Nguyễn ạ. Và bạn Phong Phạm có hỏi là thầy cho con hỏi làm thế nào để kiểm soát được chất lượng con ong đực khi mình nhân giống.
Vâng. Tiết lộ ông được thì quá dễ dàng. Diệt hết ông được. Đấy đi. Con ông được thế này nói rất nhiều lần rồi. Ông được to khỏe, ăn hại, ăn gấp 3 đến 5 7 lần con ông thợ. Không biết lao động. Chỉ có ăn mà đi chơi thôi. Không có giới hạn đàn, nó vào bất kỳ đàn nào. Nó cứ bay lang thang, nó vào đàn nào nó vào. Không có anh nào đánh nó cả. Nó không có giới hạn đàn. Cái nguy hiểm là thế này. Lây lan bệnh tật. Truyền từ đàn này sang đàn khác. Truyền từ đàn trại này sang trại khác. Truyền từ nơi này sang nơi khác. Đối với con ông được. Con ông được chỉ có tác dụng khi nào ta làm chúa để cho thụ tinh với ông chúa. Còn các thời gian khác, anh em bà con ngồi bắt con ông được hoặc là diệt ngay từ thời ấu trùng đó, cho vào rượu và ngâm mà uống tốt lắm, rất tốt. Vâng. À, con xin cảm ơn thầy. Vâng. À, các bác đang xem, mỗi bác cho em xin cho thầy và kênh YouTube An Thịnh xin một lượt like đúng không ạ? Để, em sẽ đọc những câu hỏi tiếp tục, bởi vì có rất nhiều câu hỏi thưa thầy. Chào thầy, câu hỏi của bạn Phạm Mạnh Cường. Chào thầy, thầy cho tôi hỏi là ong chia đàn cách nhà 200m liệu có đạt không ạ? Ôi đạt quá. Nếu chia đàn cách 200m thì rất là đúng tiêu chuẩn rồi. Đấy, à. Không có vấn đề gì cả. Như thường khoảng độ 100-200m là rất đạt yêu cầu. Đấy. Nhưng nếu có ít thì ta chia song song tại nhà để đỡ quản lý, đỡ phức tạp mà đỡ phải phiền hà. Vâng, câu hỏi này rất hay ạ. Bạn Phạm Duy Dũng có hỏi thêm là: thưa thầy, cho con hỏi ăn nhiều mật ong có tốt không? Có sợ bị tiểu đường không ạ? Không. Thế này, xin thưa thế này. Nếu ai vào trong ngành ong thì mới biết được. Đã là công nhân nuôi ong hoặc những người thợ nuôi ong thì chẳng ai ăn ít mật ong cả. Một là chủ động ăn, hai là bị động ăn, là lúc mình làm, lúc quay mật, lúc ấy thì miếng lưỡi mèo, miếng ấy không ai vứt đi cả. Thường là nhá luôn hoặc là mút luôn. Đấy, hoặc là làm ong. Thì tôi không lấy tôi làm thí dụ, như hàng chục năm nay tôi ăn mật ong thường xuyên và rất thường xuyên đấy. Thì mỗi tháng khoảng độ trên dưới 1 lít đấy, thì không ảnh hưởng gì cả đấy. Thế mà theo nhiều tài liệu của đông y cũng như tây y thì thấy rằng là mật ong có tác dụng là hỗ trợ để điều trị bệnh tiểu đường nếu như sử dụng hợp lý. Cho nên nhưng với điều kiện là phải mật ong, chứ không được mật ong là có đường sacaro, đường chưa chuyển hóa. Còn mật ong tôi khẳng định rằng là tôi ăn thường xuyên, các buổi sáng nào cũng uống một cốc mật ong nước nóng, mà hàng 5-7 năm nay rồi thì không có biểu hiện gì. Vâng. Con xin cảm ơn thầy. Bác Phạm Duy Dũng đã và cũng như là tất cả các bác xem ở đây đã yên tâm về câu trả lời vừa rồi chưa? Ăn mật ong không lo bị tiểu đường các bác nhá. Nên là ăn mật ong ngoài cái tác dụng rất tốt, thầy đã chia sẻ rất nhiều những cái video trước. Wow. Thì trong cái video này thì thầy một lần nữa khẳng định là mật ong theo những cái tài liệu nghiên cứu về y học thì nó không ảnh hưởng, không gây tiểu đường. Wow. Đây là một cái câu trả lời con nghĩ là rất nhiều các bác cũng như là khán giả là khách hàng cũng đang rất quan tâm điều này. Thế thì khoan, tôi đọc một số tài liệu của bệnh tiểu đường ấy, thì thường là khi nào nó tụt đường huyết hoặc là gần đến trưa hoặc gần đến chiều tối thì là thường là cái người bị tiểu đường dễ bị tụt đường huyết thì người ta tu luôn ngụ mật ong để nó nâng đường huyết lên, không ảnh hưởng gì. Chứ nếu không có cái cũng có nhiều người không để ý thì sẽ bị tụt đường huyết. Thế đấy là một số tài liệu của đông y. Thế là người ta sử dụng mật ong mà lúc bị tiểu đường, bị tụt đường huyết hoặc là gần đến trưa hoặc gần đến tối thì người ta thường sử dụng mật ong nguyên chất. Vâng, con xin cảm ơn thầy. Và có rất nhiều bác gửi lời cảm ơn. Vâng, cảm ơn.
Con sẽ không đọc những câu cảm ơn mà con đọc câu hỏi cho tiết kiệm thời gian. Xin cảm ơn các bác đã gửi lời cảm ơn đến thầy Ngô Đắc Thắng và đến kênh YouTube An Thịnh nhé. Câu hỏi tiếp theo là của bác Lam Nguyễn. Thầy cho em hỏi, thỉnh thoảng có những cầu chỉ có mật thôi mà lại không có trứng và ấu trùng. Thì tốt quá. Thế này này, một là có hai yếu tố. Yếu tố con ông chúa không đẻ đến nơi. Hai là cái cầu đó mình để ở ngoài sát ban ngăn hoặc bên sát xà cầu, sát vách thùng. Con ông chúa nó khả năng con chúa chỉ đẻ được những cầu ở giữa vòng trứng của nó thôi. Còn ở ngoài là thường nó đổ mật. Đấy. Hoặc là cái cầu đó cũng là quá cũ. Thì ông nó cũng không thích đẻ. Ông chúa thích đẻ ở bánh tổ mới. Đấy. Thế thì những cầu đó cũng ta cũng chỉ thu hoạch vào cái đợt vụ hoa này thôi. Còn sau ta phải loại. Vâng, con xin cảm ơn thầy. Xin cảm ơn anh Thảo Lê nhá. Anh Thảo Lê, anh viết em cứ gọi Thảo Lê mà không biết là bác là có dấu là gì. Bác có thể bình luận cái link của bác có dấu được không ạ? Bác Thảo Lê có hỏi là nhờ anh ơi đọc câu hỏi của em cho thầy để em rút kinh nghiệm. Thì con xin đọc câu hỏi này bởi vì câu hỏi này nó dài. Vâng, vâng. Câu hỏi của bác Thảo Lê là thầy cho em hỏi thêm chút nữa. Em có đàn ong mất chúa, đã đắp nhiều mũ chúa cấp tạo nhưng em để lại một mũ mà nó nở trước, còn một mũ thì còn lại một mũ thì ong có chia đàn không? Em cảm ơn anh và thầy. Vâng. Thầy đã hiểu rõ câu hiểu rồi. Vâng. Đàn ong mất chúa, đàn ong xây mũ chúa cấp tạo đã có một mũ lớn rồi, mũ nở ra rồi, còn mũ nữa có chia đàn hay không? Có chia đàn, có chia đàn. Và chia đàn đến khi nào hết mũ chúa trong thì thôi. Chia đàn thứ nhất, chia đàn lần thứ nhất, con chúa tơ nở ra trước thì bấy đi. Nhưng thường cái mũ chúa này, cái con chúa tơ này sẽ cắn hết những mũ chúa còn tồn tại. Ít khi mà còn con chúa tơ nở ra, ít khi còn mũ chúa. Thường con mũ chúa nở ra trước, bao giờ nó cũng cắn phá hết mũ chúa còn lại. Nhưng nếu giam hãm nó, ngăn cách nó, thì nó vẫn chia đàn. Con thưa thầy là cái này, cái ý này là nếu vào mùa hoa thì nó sẽ không cắn đâu. Bởi vì con ong thợ là nó sẽ... Vào mùa hoa nó, và ngăn cách nó hoặc là lấy nó thì nó không cắn. Cho nên nó vẫn chia đàn bình thường. Vẫn chia đàn bình thường. Vâng. Mùa khó khăn nó mới cắn. Vâng, mùa này là cứ lở ra nó lại chia đàn đi. Đúng rồi. Chia đàn lần thứ nhất, chia đàn lần thứ hai và chia đàn lần chia thứ ba. Chia đến lúc nào hết mũ thì thôi. Hết mũ thì thôi. Cho nên có đàn là chia thành 10 bởi vì rất nhiều mũ cấp tạo. Vâng, đúng rồi. Chia mỗi thằng một nhóm đấy. Vâng. Câu trả lời của thầy vừa rồi đã làm bác Thảo Lê thấy thoải mái chưa? Đấy, cái câu này nó rất đơn giản thôi, là nó tùy theo mùa hoa. Hiện tại thì đang có rất nhiều các bác đang xem và rất nhiều câu hỏi thưa thầy. Bác Phạm Mạnh Cường có hỏi là thầy cho tôi hỏi là đàn ong mất chúa nhiều mật thì có nên quay không thưa thầy? Mất chúa cứ quay mật đi. Mất chúa cũng được, còn chúa cũng được, nhưng mà có mật là quay. Vì mình nuôi ong lấy mật. Thế mình quay mật xong mình giới thiệu chúa vào, không ảnh hưởng gì. Chứ đừng bỏ lãng phí. Vì mình nuôi ong là nuôi ong lấy mật, không nuôi ong làm cảnh. Nếu còn nuôi vài đàn ong chơi thì nó lại là khác. Nhưng mà đã nuôi ong lấy mật, có mật là quay. Quay xong ta xử lý kỹ thuật là giới thiệu chúa vào cái đàn đó. Vâng, con xin cảm ơn thầy. Câu hỏi của bác Đức Văn Lê, Đức Lê Văn là thầy cho em hỏi thay chúa vào mùa quay mật có được không ạ? Được quá. Mùa quay mật, thí dụ như thay chúa thế này. Mùa quay mật là ta đưa một con chúa già sang một cầu để cho nó phát triển, cho tầng chân vào. Còn cái đàn này ta gắn mũ chúa vào để ta khai thác chúa tơ. Để khai thác, khi thành công rồi thì ta thay chúa hoặc là ta chia nhân giống. Có hai cách rồi. Nếu ta thiếu đàn giống ta để, không thiếu đàn giống ta nhập vào lại để thay chúa già. Đấy, là thay chúa vào mùa khai thác. Tốt, tuyệt vời. Mà chúa tơ để khai thác, chúa già để phát triển. Vâng, con xin cảm ơn thầy về câu trả lời vừa rồi. Còn rất nhiều các bác đang xem. Các bác có câu hỏi nào thì đặt những câu hỏi trọng điểm về kỹ thuật đúng không ạ? Bác Xuân Dung hỏi là thầy cho em hỏi là
mật hoa xấu và mật hoa bạch đàn, mật nào tốt hơn ạ? Vâng, xin thưa như thế này, tùy tính chất sử dụng mà ta nói rằng chất lượng mật ong. Hiện nay gạo nếp ta chỉ để thổi sôi gói bánh, nhưng ăn hàng ngày ta phải ăn gạo tẻ thì gọi là đều là gạo cả. Thế nếu thổi sôi cần gạo nếp, ăn cơm cần gạo tẻ. Thế thì mật ong cũng nhiều loại như gạo của nông dân, không biết rất nhiều loại, chứ chúng ta đừng tưởng chỉ có một vài loại mật ong. Thế thì xin thưa là thế này, mật ong bạc hà khác, mật ong súng vẹt khác, mật ong hoa rừng khác, mật ong bạch đàn khác, mật ong ở cây đồng bằng sông Cửu Long ấy. Thế thì nếu như mật ong hoa xấu với mật ong hoa bạch đàn, nếu như ai bị bệnh, đây là theo tài liệu của Đông y Việt Nam, cây thuốc Việt Nam, thì mật ong bạch đàn chữa bệnh hô hấp tuyệt vời, tuyệt vời, mà có tác dụng lớn. Thế nhưng mà bây giờ mà tôi đau dạ dày thì lại phải mật ong xú vẹt là tuyệt vời. Thế nhưng mẹ bảo tôi ăn để bồi dưỡng thì phải mật ong hoa vải, hoa nhãn. Thế thì tùy tính chất sử dụng mà ta cho cái đằng nào tốt. Hôm nay tôi cần thổi sôi, tôi mua gạo nếp. Hôm nay tôi cần nấu cơm, tôi mua gạo tẻ. Chứ đều là gạo cả. Thế này tôi mua, hiện nay tôi đang đau dạ dày, tôi mua mật ong xú vẹt. Tôi đang bị đường phổi, tôi mua mật bạch đàn. Còn mua bồi dưỡng mật hoa rừng, hoa nhãn, hoa vải. Hoa nhãn, hoa vải, hoa rừng đều là tốt cả về lượng dinh dưỡng, lượng enzyme của nó rất lớn. Nhóm vitamin, nhóm B của vitamin, nhóm B của nó là rất lớn. Xin thưa là, cho nên là không nói là loại nào tốt, loại nào xấu, và tùy tính chất sử dụng. Vâng, xin cảm ơn bác Dung Xuân vừa rồi đã đặt câu hỏi. Thì thầy vừa mới chia sẻ là tùy từng loại mật và tùy từng cái nhu cầu sử dụng, thì bác có thể tham khảo thêm ạ. Và có rất nhiều câu hỏi nữa thưa thầy. Thầy bạn Phạm Mạnh Cường có tiếp tục đặt câu hỏi là thầy cho tôi hỏi ong lai vàng và ong nội bình thường thì loại nào mang năng suất mật cao hơn? Vâng. Thì con đính chính thêm về câu hỏi này. Tức là ong vàng ở đây là tầm độ khoảng 3 năm trở lại đây. Người ta nhập cái ong vàng. Chứ không phải là cái con ong nó màu vàng hơn cái con rồi, ong kia. Đúng rồi. Và đây là phân tích ong rõ lai vàng. Ong vàng và ong mật nội địa. Ong vàng thì thời gian gần đây là nhập ở bên Trung Quốc về. Thì thưa thầy là hai loại ong này thì loại nào năng suất mật tốt hơn ạ? Xin thưa như thế này, trong cái thời gian, trong quá trình tôi nghiên cứu và tôi làm việc thì chúng tôi chưa nhập cái giống ong này, chưa nhập cái giống ong vàng này, cho nên là cái này tôi không có dám kết luận. Nhưng riêng ong ở Việt Nam, ong nội Việt Nam Abis Serena thì nó có hai giống, một giống ong đen hơn, một giống vàng hơn. Thì giống ong vàng hơn có hiền lành hơn, con to hơn, năng suất cao hơn, tụ đàn lớn hơn. Còn giống ong đen thì là giống ong của Hòa Bình, trước thì là năng suất kém hơn, mà dữ hơn, con nhỏ hơn. Vâng, con xin cảm ơn thầy. Xin cảm ơn bác Dung Xuân nhá. Bác Dung Xuân có hỏi là trò chuyện trực tiếp vào những ngày nào trong tuần Ngà Anh để tôi còn lên lịch theo dõi. Thì xin trả lời câu hỏi bác là như này, trong cái thời gian sắp tới thì kênh YouTube An Thịnh sẽ kết hợp nhiều hơn cùng với thầy. Nhưng mà các bác biết là khi ở nông thôn thì thầy cũng đến tuổi nghỉ hưu, thế cũng có nhiều khi là bận đi ăn cỗ, bận công việc, cho nên cái này thì cũng không xác định rõ được ngày. Thế tuy nhiên là cố gắng là phục vụ bà con. Thưa thầy là cũng mong muốn cố gắng là sẽ làm nhiều cái chương trình trò chuyện trực tiếp như thế này. Vâng. Rất là vui. Vâng. Xin cảm ơn bác Dung Xuân nhé. Xin cảm ơn bạn Phạm Mạnh Cường. Cảm ơn thầy và cảm ơn anh. Rất nhiều những cái bình luận cảm ơn thưa thầy. Vâng. Lần sau phát anh thông báo trước để mọi người biết sắp xếp xem. Cảm ơn bác Thảo Trần. Cảm ơn bác các bác rất nhiều ạ.
Con cảm ơn thầy, chúc thầy sức khỏe. Bạn Phong Phương có gửi lời cảm ơn thầy ở bình luận ở đây ạ. Vâng, rất nhiều, rất cảm ơn cái tình cảm của các bác dành cho hai thầy trò An Thịnh và thầy Ngô Đức Thắng. Rất vui ạ. Có một câu hỏi nữa của bạn Minh Nguyễn, đó là cháu có mấy mũ chúa tự nhiên, bây giờ cháu muốn thay chúa vào đàn khác thì làm cách nào giới thiệu cho tốt thưa thầy? Con xin cảm ơn. Có mấy mũ chúa tự nhiên tốt cần sử dụng và giới thiệu như thế nào? Thì thế này, anh cần thay chúa cái đàn kia hay là để chia ra? Nếu cần thay chúa thì có hai trường hợp. Nếu thay chúa thì cái đàn này 4 cầu, anh bỏ ra 1 cầu hoặc 2 cầu có chúa già vào đây, cho thêm tầng chân vào. Còn cái đàn này 2 cầu, ta gắn mũ chúa vào để ta sử dụng. Khi chúa này thành công, nếu mà ta nhân giống thì ta để, không nhân giống ta xích lại, ta nhập lại với nhau và đào thải chúa già đi. Thế còn nếu mà cần nhân giống thì cái đàn này thành công, người ta nhân chia đàn ra, thế thôi, rất là hợp lý. Con xin cảm ơn thầy. Có bạn Nguyễn Văn Huynh là cảm ơn thầy và anh Hưng kiến thức nuôi ong rất tuyệt vời. Xin cảm ơn Nguyễn Văn Huynh ạ. Đấy, thầy có rất nhiều kiến thức về, không chỉ về kỹ thuật nuôi ong mà còn rất nhiều kiến thức về ngành ong và các cái sản phẩm về mật ong cũng như là sữa ong. Thì các bác có chủ yếu ở đây là đang là chia sẻ về kỹ thuật nuôi ong. Và bác có một bác Luân Vi, giáo sư năm nay, câu hỏi là như sau ạ. Giáo sư năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ? Nhìn còn phong độ lắm, chúc giáo sư sức khỏe. Vâng. Vâng, xin thưa cảm ơn. Cảm ơn lời chúc sức khỏe. Tôi sinh năm 1938. Năm nay theo tuổi là 83. Đấy. Hiện tại thì cũng chưa ốm yếu gì. Bệnh lằng nhằng đi gút gít thôi. Đấy. Cho nên là mấy cũng suốt đời cảm ơn ngành ong. Suốt đời cảm ơn con ong. Suốt đời cảm ơn những người nuôi ong vì đã cùng tôi chia sẻ vui vẻ trong cuộc sống và ăn sản phẩm ong thường xuyên. Thế anh em nuôi ong lại đến đây động viên làm tôi ngày nào cũng vui, mùa vật nào cũng chờ mong y người nuôi ong, cho nên là cũng háo hức như người nuôi ong. Cho nên là cảm ơn con ong, cảm ơn người nuôi ong, cảm ơn bạn bè nuôi ong. Vâng, xin cảm ơn bác Luân Vi. Một câu hỏi tuy là không liên quan đến sức khỏe nhưng mà cũng thay như một lời cảm ơn. Chúc giáo sư sức khỏe. Thì thực ra là cái đây là cách gọi thôi ạ. Còn trên thực tế hàm chức vụ thì là kỹ sư, nhưng mà rất nhiều quý vị khán giả là gọi là giáo sư thưa thầy. Vâng. Thì xin thưa bà con nên gọi tôi là kỹ sư Ngô Đức Thắng hoặc là chuyên viên cao cấp Ngô Đức Thắng thì nó đúng nghĩa hơn. Còn giáo sư thì tôi chưa được. Các bác quý thì cứ gọi là giáo sư thưa thầy. Còn ở Trung Quốc thì giáo viên cấp 1 nó gọi là lão sư, là giáo sư. Thì là tùy theo, nhưng mà Việt Nam giáo sư là có hàm giáo sư ở thôi. Tôi chưa được. Vâng, con xin cảm ơn thầy. Đây là các bác cứ gọi thế thì con đọc đúng cái bình luận của các bác đặt câu hỏi ở đây, thì xin cảm ơn rất nhiều. Thế các bác cứ gọi đúng chức danh, không anh em nó hiểu nhầm. Vâng. Mình hiểu danh không, đây là mạng không ạ? Thì rất nhiều các bác cứ hỏi thế, thì một là các bác gọi là kỹ sư, hai là gọi là thầy cũng được ạ. Vì là nó gần gũi. Xin cảm ơn một lần nữa, thì xin cảm ơn bác Luân Vi ạ. Bác Hướng Tuấn có họ cảm ơn thầy đã truyền đạt rất nhiều kiến thức bổ ích cho người mới nuôi ong. Chúc thầy và anh có nhiều sức khỏe. Xin được cảm ơn bác Hướng Tuấn ạ. Hiện tại thì vẫn còn đang có rất nhiều người đang xem thưa thầy. Và mọi cái thông tin thì các bác có thể hỏi thêm ở phần bên dưới và tất cả những cái phần bình luận. Và các bác xem có thể bình luận giúp em là các bác đã đăng ký kênh YouTube An Thịnh chưa ạ? Nếu chưa đăng ký thì các bác có thể bấm vào cái nút đăng ký để cập nhật nhiều hơn những cái video về thầy chia sẻ về kỹ thuật nuôi ong. Thêm một các bác nào chưa đăng ký thì đăng ký giúp em ạ. Bởi vì trong cái thời gian sắp tới thì em cũng chia sẻ các bác là em sẽ chuyển sang một cái lĩnh vực kinh doanh khác. Thế nên là chủ yếu sẽ tương tác cùng với thầy, giúp cho kênh YouTube An Thịnh truyền là cái kênh để mà truyền thông kiến thức về kỹ thuật nuôi ong. Thế còn An Thịnh cũng sẽ làm một cái kênh truyền thông khác cho những cái sản phẩm khác. Thế con mong muốn là trong cái thời gian sắp tới thầy sẽ đồng hành cùng với kênh YouTube An Thịnh, cùng với lại chỗ bạn Công để xuống để
làm việc, còn con sẽ có thể là con sẽ phải làm một số công việc khác. Qua cái YouTube này cũng rất là mong muốn các bác hãy đăng ký ủng hộ nhiều hơn cho kênh YouTube An Thịnh để cập nhật nhiều hơn những cái thông tin chia sẻ về kỹ thuật nuôi ong và thầy kỹ sư Ngô Thắng vừa mới chia sẻ. Còn rất nhiều những cái câu hỏi khác thưa thầy. Tuy nhiên là trong cái thời gian live stream thì bây giờ cũng đã là 90 phút rồi. Vâng. Thì xin phép các bác là cái live stream của buổi ngày hôm nay với rất nhiều câu hỏi và với rất nhiều lời cảm ơn. Vâng. Thì làm hai thầy trò đại diện tôi là Hưng ở kênh YouTube An Thịnh và là kỹ sư cũng là học trò của thầy Ngô Đắc Thắng. Vâng. Cảm thấy rất vui và biết ơn các bác rất nhiều. Thì một lần nữa xin được cảm ơn và con xin nhường lời lại cho ông, cảm ơn tất cả quý vị hôm nay đã xem và ủng hộ rất nhiều. Tôi Ngô Đắc Thắng ở Mai Trung, Hiệp Hòa, Bắc Giang. Thế, hôm nay chia sẻ với tất cả các bạn đồng nghiệp nuôi ong thì có điều gì thiếu sót hoặc là khiếm khuyết xin mời các bạn thông cảm cho. Và đây là cái sống về nghề, tử về nghiệp, rất đam mê với con ong. Và bất kỳ lúc nào, trừ hôm nào ốm thì không chịu thôi. Còn nếu khỏe như thế này thì bà con cùng trao đổi. Tôi sẵn sàng cùng trao đổi với bà con. Phần gì mà tiếp tục phải học thêm thì tôi học. Phần gì cần trao đổi thêm với bà con thì tôi trao đổi. Chứ cũng không có mong mỏi gì hơn cả. Vì tôi suốt đời cảm ơn của con ong, cảm ơn ngành ong, cảm ơn những người nuôi ong đã động viên tôi. Tuy năm nay cũng sang tuổi 83, nhưng mà sức khỏe cũng vẫn là... so với tuổi 83 là đạt yêu cầu. Vâng, xin cảm ơn thầy. Thì đấy, con cũng vừa chia sẻ rồi thì con rất là mong là trong cái thời gian sắp tới thì một tuần thì con với thầy cũng kết hợp lên khoảng 2 chương trình trong một tuần trong cái live stream như thế này. Thì để theo dõi nhiều hơn thì rất là mong các bác đăng ký ủng hộ kênh cho hai thầy trò. Và trong cái nội dung của tuần sắp tới thì con nghĩ là mình làm về một cái chủ đề về trước khi mà có những câu hỏi thì cho cái nội dung các bác còn đang xem ấy, thì em thông báo cái nội dung của cái kỳ sắp tới về chia sẻ về cái kỹ thuật nuôi ong lên tầng kế và cái những cái kỹ thuật cơ bản cũng như là cái cách để mình lên mật ong cho cái đàn ong lên kế trong cái kỳ tiếp theo. Rồi, bây giờ thì một lần nữa xin cảm ơn thầy. Vâng. Và xin chào toàn thể quý vị khán giả cũng như là anh em đồng nghiệp nuôi ong. Vâng. Thì xin phép kết thúc cái buổi live stream trực tiếp trên kênh YouTube An Thịnh của con ngày hôm nay. Xin cảm ơn thầy ạ. Xin chào bà con. Hẹn gặp lại. Vâng.